chương 722, một kế cuối cùng. Tê kế cuối cùng. Chỉ là đới cương tử trong mật thất lúc này vang lên tiếng kêu thảm thiết kia, nhưng trên khuôn mặt kinh khủng lại có một tia vui mừng. Sư, bỗng nhiên, tinh quang trong mắt đới cương tử chợt lóe. Trong nháy mắt một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên bạo phát. Không gian chung quanh gợn sóng rồi rung động, móc sắt trên vai lập tức bị vỡ nát. Sư sư, một đám máu lớn trong cơ thể đới cương tử lập tức phun ra từ da rẻ trên thạch bích bốn phía lập tức xuất hiện một đám máu lớn, trong đó có thể nhìn thấy đám kiến đỏ như máu vô cùng rậm rạp. Đám kiến lúc này đã nát bấy. Đều chết đi cho ta. Trong lòng đối cương tử thầm nói một tiếng. Trong thất khiếu của hắn có vô số phệ tủy huyết nghĩ cùng với máu tươi phun ra, hung hăng đập vào trên thạch bích. Chân khí quanh thân run lên, một lát sau. Trong miệng đối cương tử có một ngụ máu phun ra, trong đó cũng có một đống lớn phệ tủy huyết nghĩ, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng lúc này nhìn qua người đối cương tử vô cùng đáng sợ. Toàn thân máu me loang lổ, thương tích đầy mình. Da thịt bị chóc ra từng mảng. Quanh thân còn có máu tươi đang không ngừng chảy. Cảnh tượng này chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Điểm còn hoàn hảo duy nhất chính là mặt đối cương tử. Đối cương tử cũng không biết, khuôn mặt hắn còn hoàn hảo như vậy chính là do Âu Dương lãnh tật cố ý lưu lại. Đối đường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thi thể phệ tủy huyết nghĩ bốn phía, hận ý trong mắt đối cương tử ngập trời hai mắt bốn hỏa. Cũng may nhẫn chữ vật trên người còn, hắn nhanh chóng lấy ra một kiện trường bào sạch sẽ mặc vào. Tâm thần chậm rãi tỏa bên ngoài thạch thất, vẻ mặt trầm xuống rồi chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài thạch thất có một hành lang dài, nơi này đối cương tử cũng không còn xa lạ, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này đối cương tử cũng không dám tạo thành một động tĩnh gì. Ở đây không có ai có thực lực dưới hắn, vạn nhất bị phát hiện hắn sẽ không thể chạy trốn được nữa. Đi ra khỏi hành lang, Đối cương tử âm thầm cảm thán vận khí của mình không tồi, cũng không bị phát hiện. Có thể là không có một ai có thể nghĩ tới cấm chế trên người hắn bị buông lỏng, quả thực ông trời không diệt hắn. Lúc này đối cương tử lại càng không dám sơ ý. Trước hành lang đã có một đám lớn kiến trúc. Tâm thần đối cương tử tỏa ra, trong nháy mắt phía trước xuất hiện hai người, hắn cũng không dám thả người rời đi. Động tĩnh như vậy đủ để cho mọi người chú ý. Sau khi đi qua một đình viện lớn, trong lòng đối cương tử vô cùng vui vẻ, đi qua đình viện này chính là nơi đi ra, đến lúc đó hắn có thể chạy trốn Âu Dương Đường chủ quả thực là khổ cực rồi đối cương tử kia cùng cha khác mẹ với ta chỉ là một tạp trùng của cha ta sinh ra mà thôi hắn vẫn luôn muốn tranh đoạt chức vị tông chủ với ta lần này ta triệt để diệt bỏ hắn sau này cũng không có ai tranh đoạt chức vị tông chủ với ta nữa trong đình viện một thanh âm truyền ra đối cương tử lập tức thu liễm khí tức ngừng thở không dám có bất luận một ba động nào mà nghe thấy thanh âm này, toàn thân đối cương tử lập tức run rẩy. thanh âm này hắn vô cùng quen thuộc. Chính là thanh âm của đại ca đối đường cùng cha khác mẹ với hắn. Đối tông chủ, đây là chuyện ta phải làm, giết đối cương tử ngươi sẽ đem địa bàn cửu hoa sơn, thiên sơn môn, thiên nhất môn giao cho chúng ta. Đây chính là chuyện lớn, phi linh môn chúng ta và quỷ vũ tông hợp tác nhất định thực lực có thể tăng mạnh. Đến lúc đó chúng ta có thể chiếm đoạt các thế lực khác. Khắc khắc, thanh âm của Âu Dương lãnh tật truyền ra, Đương nhiên, chuyện ta đáp ứng nhất định sẽ làm được. Những địa bàn này đã sớm là của Phi Linh môn các ngươi. Đáng tiếc đối cương tử kia còn tưởng rằng mấy cỗ thế lực này là bị Phi Linh môn tiêu diệt, trên thực tế đều là do chúng ta dùng thủ đoạn an bài, đối cương tử lần này còn muốn tranh đoạt chức vị tông chủ của ta, ta sẽ đem thế lực của hắn một mẻ bắt gọn, để hắn thành quỷ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ha ha. Thanh âm của đối đường truyền ra bên ngoài. Đối đường. Nghe thấy vậy hai tay đối cương tử nắm chặt hai mắt phát hỏa. Thế nhưng, đối cương tử cũng không biết được. Trong đình viện lúc này cũng không có thân ảnh của đối đường, thanh âm của đối đường phát ra từ trong miệng quỷ ảnh la sát Diệp Phi. Trong đại điện lúc này còn có đám người Âu Dương lãnh tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, vẻ mặt đám người lúc này vô cùng hưng phấn. Tốt rồi. Đối cương tử kia ta đã giàn vặt hắn mấy ngày cũng có thể đánh chết được rồi. Hay là đối tông chủ đi theo ta một chuyến, tiện thể cho đối tông chủ xả giận. Âu Dương lãnh tật nói trong đại điện, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi khẽ mỉm cười, nói: "Không cần, ta tin Phi Linh môn. Lần này tới đây ta chỉ muốn biết tất cả có thuận lợi hay không mà thôi. Đối cương tử không chết trong lòng ta vô cùng khó chịu." "Cáo tư." Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Lúc này thanh âm phát ra từ miệng nàng lại chính là của đối đường. Một màn này khiến cho Lưu Nhất Thủ, Hoàng phủ Kỳ Tùng cùng với Khang Tử Vân đều vô cùng giật mình. "Tốt, ta sẽ đi tiễn đối tông chủ." Thanh âm của Âu Dương Lãnh tật lần thứ hai truyền tới. "Mời." Mấy đạo thanh âm kia càng ngày càng xa, dường như đã rời khỏi đại điện, hận ý trong mắt đới Cương Tử tới cực hạn, toàn thân run rẩy. Nghe thấy thanh âm xa dần, do dự một chút rồi lập tức chạy xuống chân núi. Trong đại điện lúc này cũng có một vài đệ tử vũ sư của Phi Linh môn, thế nhưng cũng không phát hiện ra thân ảnh của đối Cương Tử. Một lát sau, trong đại điện, Khang Tử Vân nhíu mày nhìn vào đám người trong đại điện rồi nói: được rồi, đới cương tử đã chạy xuống dưới chân núi. Ha ha, Diệp đường chủ, kỹ năng biến đổi thanh âm này của đường chủ quả thực quá tuyệt. Bội phục. Hoàng phủ kỳ tùng tức thì nói với Diệp Phi. Hoàng phủ đừng chủ quá khen. Ta cũng chỉ nghe thấy thanh âm của đới đường trên đấu giá hội vài lần mà thôi. Muốn làm tới trình độ giống như đúc vẫn còn kém xa. Thế nhưng đới cương tử này nổi giận và lo lắng quá mức cho nên có lẽ không nhận ra được. Hẳn có thể tính là qua cửa. Quỷ ảnh la sát Diệp Phi cười nói, đối cương tử này đã hạ sơn chúng ta lại đóng trận pháp của bạch cung phụng liệu có thể khiến cho thực sự chạy thoát hay không tương viễn quan lo lắng nói yên tâm đi trưởng môn nói hắn chạy không thoát khi trước đối cương tử đã chạy không thoát mấy hôm nay lại nhận không ít vị đắng thực lực cũng giảm muốn chạy thoát là điều không có khả năng âu dương lãnh tật nói lần này chỉ sợ đối cương tử không muốn tin cũng khó lý trì chính mỉm cười nói đối đường ta sẽ không bỏ qua cho ngươi dưới chân núi một thân ảnh vô cùng chật vật nhanh chóng chạy đi hai mắt đới cương tử đỏ tươi quay đầu lại nhìn địa phương vừa mới chạy thoát hắn đang muốn thả người mà chạy bỗng dưng lại có một thanh âm truyền tới chương 723 người thân bị kết án một đới cương tử không nghĩ tới ngươi lại trốn được đáng tiếc vận khí của ngươi quả thực không tốt cho lắm nói xong một yêu thú màu trắng xuất hiện trước mặt đới cương tử là ngươi ngẩng đầu nhìn vào yêu thú xuất hiện trong bầu trời hận ý mang theo vẻ mừng thầm trong mắt đối cương tử, trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Người trốn không thoát đâu. Lục Thiếu Du nói, người trên lưng thiên sĩ tuyết sư là Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, sắc mặt đối đường xám ngắt. Lúc này hắn biết cơ hội đào tẩu đã rất xa vời, cũng không biết thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân có ở gần đây không. Mau đuổi theo, đừng để cho đối cương tử chạy thoát. Sư sư phía xa có mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt lăng không mà tới trong nháy mắt đã xuất hiện trong bầu trời chính là quỷ ảnh la sát diệp phi đang vô cùng sốt ruột hoàng phủ kỳ tùng lý trì chính âu dương lãnh tật tương viễn quan khang tử vân cũng chỉ có sáu người này hiện nay mới có thể lăng không mà đi tham kiến trưởng môn sáu người nhìn thấy lục thiếu du tức thì kinh hoàng hành lễ thế nhưng khóe miệng lại đang cười thầm sáu người các ngươi trông coi không tới nơi tới trốn lát nữa xử lý các ngươi may mà đối cương tử bị ta phát hiện bằng không ta làm sao ăn nói với đối đường, mau đưa người đi bắn hắn trở về cho ta. Lục thiếu du lạnh lùng nói với sáu người. Vâng, trưởng môn. Sáu người bối rối đáp. Các ngươi thả ta ra, ta và các ngươi cũng không có thủ oán quá lớn. Nhìn thấy đám người Âu Dương lãnh tật chạy tới, sắc mặt đối cương tử xám như cho tàn, toàn thân uể oà. Những thứ mà hai ngày nay hắn phải chịu đựng khiến cho hắn sống không bằng chết, vô cùng thê thảm. Nghĩ tới mà trong lòng phát lạnh. Đối cương tử, so với đối đường ta càng thêm thưởng thức ngươi. Chí ít ngươi không thâm độc như đối đường, ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng đối đường cấp cho ta không ít chỗ tốt, ta lại không thể cự tuyệt. Vì vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Bằng không ta thực sự hy vọng có thể hợp tác với ngươi." Lục Thiếu Du nói. Một cỗ sát ý lập tức khuếch tán. "Lục Thiếu? Không, Lục Trưởng môn. Ngươi thả ta. Những thứ đối đường cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đưa cho ngươi gấp bội." Thứ đối đường đáp ứng người ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Bằng không ta có chết cũng không rơi vào trong tay ngươi. Ta hận, ta hận bản thân không thâm độc bằng đối đường. Ta hận. Đối cương tử lớn tiếng rít gào, toàn thân run rẩy. Lúc này tâm tình của hắn vô cùng tuyệt vọng, như dựa lưng vào vách tường. Lục thiếu du nhìn đối cương tử dường như đang suy nghĩ điều gì, sát khí quanh người bắt đầu giảm bớt. Cảm nhận được khí tức trên người lục thiếu du, đối cương tử như tìm được một cọng rơm cứu mạng trong tuyệt vọng, tức thì nói. Lục trưởng môn, nếu như người thả ta, sau khi ta đoạt chức vị tông chủ, những thứ đối đường cho người ta cũng có thể cho gấp bội. Nếu như ngươi muốn toàn bộ quỷ vũ tông ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, cái gì ta cũng đáp ứng. Đối cương tử, ta đối với quỷ vũ tông, ngươi cũng không có hứng thú. Những thứ ngươi vừa nói đối với ta cũng có chút hấp dẫn. Thế nhưng, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây? Lục thiếu du đưa mắt nhìn vào đối cương tử, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn khiến cho trong lòng đối cương tử lạnh lẽo. Chuyện này, đối cương tử sừng sốt, hắn rất sợ lục thiếu du sẽ thay đổi chú ý, cho nên hoảng sợ nói, lục trưởng môn, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Ở đây có một viên độc đan, sau khi ăn vào nếu trong một năm không có giải dược tới lúc đó, gân cốt cơ thể sẽ đứt thành từng khúc. Không có giải dược ai cũng không thể cứu ngươi. Nếu như ngươi ăn vào khỏa độc đan này, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Lục thiếu du nói xong, trong tay xuất hiện một khỏa phệ huyết hóa cốt đan rồi vứt cho đối cương tử lúc này đới cương tử không có chút do dự nào trực tiếp nuốt vào độc đan, vội vàng nói, lục trưởng môn, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta được chưa? Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Lục thiếu du nở nụ cười thỏa mãn. Phía sau, đám người quỷ ảnh la sát diệp phi âm thầm cười trộm, đối với tiểu trưởng môn trước mặt này cả đám vô cùng bội phục. Một lát sau, trong đại điện phân đà, đới cương tử chưa hoàn hồn lúc này đã ngồi trong đại điện, toàn thân vẫn còn run rẩy. Đối phó tông chủ, những việc hai ngày qua mang đối phó tông chủ thứ lỗi, chúng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Âu Dương lãnh tật lạnh lùng nói với đối đường, thanh âm vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Ta biết, chuyện này không liên quan tới chư vị, đối đường kia quả thực quá ác độc. Đối cương tử vội vã nói. Đối cương tử, những lời ngươi vừa mới nói có thật không? Điều kiện nào của ta ngươi cũng có thể đáp ứng. Trong đại điện, lục thiếu du đưa mắt nhìn đối cương tử rồi nói không sai, bất luận là điều kiện gì của lục trưởng môn ta cũng có thể đáp ứng. Đối cương tử nói, vẻ mặt đối với lục thiếu du lúc này vô cùng cung kính. Thế nhưng ngươi chỉ là phó tông chủ của quỷ vũ tông, cho dù lần này ngươi trở về có lẽ đối đường, kia cũng sẽ mau chóng nghĩ cách giết ngươi, ngươi dựa vào cái gì để đáp ứng điều kiện của ta, lục thiếu du nói. Đối cương tử lập tức sửng sốt, vừa rồi tuyệt vọng cầu sinh cho nên mấy vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua. Lục trưởng môn, hắn bất nhân bất nghĩa với ta, Lần này ta sống sót trở về ta sẽ trực tiếp giết hắn. Mấy năm nay, thực lực của ta ở trong Quỷ Vũ Tông cũng không kém đối đường chút nào, muốn lật đổ hắn cũng không phải không có khả năng." Đối cương tử cắn răng nói. "Lần trước một người trưởng lão Vũ tướng cửu trọng là người của ngươi sao? Để suy yếu thực lực của ngươi đối đường đã phái hắn đi thiên nhất, môn âm thầm loại bỏ. Ngày hôm qua một Vũ tướng bát trọng đi theo ngươi tên là Lưu trưởng lão, cũng bị đánh chết. Dựa theo ý tứ của đối đường, những người ta đánh chết đều là thế lực tàn dư của ngươi." hiện tại xem ra thực lực của ngươi so với đối đường kia đã yếu hơn không ít. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn đối cương tử nói. Sắc mặt đối cương tử trầm xuống, lúc này mất đi sợ trợ giúp của hai vị trưởng lão, thế lực của hắn đã yếu đi non nửa. Mà hai vị trưởng lão bị phi linh, môn giết hại cũng là người nổi bật nhất trong thế lực của hắn. Còn nữa, theo như lời đối đường nói, trước mặt cha ngươi hắn nói ngươi kết bè kéo phái có ý định chia rẽ quỷ vũ tông, cha ngươi đối với ngươi cũng cực kỳ thất vọng cho dù ngươi giết đối đường thì chức vị tông chủ quỷ vũ tông chỉ sợ cha ngươi, cũng không cho ngươi được như ý. Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Đối cương tử lúc này không nói gì, cho dù hắn đánh chết đối đường thì cha hắn quả thực sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 724, người thân bị kết án hai. Đối cương tử, thật ra ta có một biện pháp, không biết ngươi có dám dùng hay không. Thế nhưng vì tương lai của phi linh môn ta và quỷ vũ tông, ta sẽ cùng ngươi đánh cược một phen. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Lục trưởng môn có biện pháp gì, tới lúc này đối cương tử ta dù chết ta cũng sẽ làm. Đối cương tử lập tức nói với Lục Thiếu Du, thực lực của Phi Linh môn ta ngươi cũng thấy đó, bằng vào thực lực của ngươi là thế lực của ngươi muốn giết đối đường chỉ sợ rất khó. Lục Thiếu Du nói xong rồi dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng chúng ta có thể giúp ngươi đánh chết đối đường, về phần cha ngươi chúng ta cũng có thể giúp ngươi liều mạng, giúp ngươi loại bỏ trở lại lớn nhất trên con đường trở thành tông chủ. Đánh chết đối đường không thành vấn đề, thế nhưng cha ta. Đối cương tử có chút do dự không quyết dù sao người này cũng là phụ thân của hắn. Đối cương tử, cha ngươi có đem ngươi đặt vào trong mắt không? Luận thực lực, luận tài trí, luận uy vọng tại trong tông, so với đối đường kia ngươi không thua kém chút nào. Nếu như ngươi là tông chủ, mấy năm nay quỷ vũ tông chỉ sợ đã phát triển thêm một bậc. Thế nhưng ngươi lại không có cơ hội, ngươi vẫn chỉ là phó tông chủ mà thôi. Cha ngươi căn bản không đem ngươi đặt vào trong mắt. Vì vậy đối đường mới dám giết ngươi, mới dám làm gì thì làm. Nhìn đối cương tử, lục thiếu du lạnh nhạt nói. Nam tử Hán đại trượng Phu Há có thể quan tâm tới tiểu tiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, giết một là tội đồ, giết vạn là anh hùng. Giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng. Nói cách khác, muốn mưu đồ sự nghiệp thì đừng quan tâm tới ánh mắt người đời. Đừng quan tâm tới người đời nói gì. Phóng mắt nhìn xem trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người hay không. Ngươi đừng để ta thất vọng. Nghe lục thiếu du nói vậy, đối cương tử dường như có chút lĩnh ngộ. Lúc này ngay cả quỷ ảnh la sát diệp phi diệp mỹ còn có âu dương lãnh tật hoàng phủ kỳ tùng khang tử vân nghe lục thiếu du nói vậy đều biến sắc vô hình chung lúc này bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát ý bàng bạc trên người lục thiếu du là bọn hắn bất nghĩa với ta trước vậy thì đừng trách ta vô tình không quan tâm tới người đời nghĩ gì nói gì phóng mắt trăm ngàn năm qua có bậc kiêu hùng nào không giết người lục trưởng môn ta nghe lời ngươi giết toàn bộ đều giết đới cương tử cắn răng lạnh nhạt nói một cỗ sát ý trong mắt bắn ra ha ha tốt Đối phó tông chủ quả nhiên là người thông minh. Không, sau này chính là đối tông chủ rồi, hy vọng sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mang tới không ít lợi ích cho Quỷ Vũ tông và Phi Linh môn." Lục Thiếu Du thỏa mãn nói, "Tất cả phải nhờ vào Lục trưởng môn hỗ trợ, đến lúc đó những gì Lục trưởng môn muốn, Quỷ Vũ tông ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Đối Cương Tử nói. Lúc này đám người Quỷ Ảnh La sát Diệp Phi, trong đại điện đều không khỏi hít sâu một hơi sau đó khẽ mỉm cười. Mấy canh giờ sau, trong đình viện phía sau hậu sơn phi linh môn, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn lục thiếu du nói: tất cả mọi thứ ngươi đã sắp xếp xong chưa? nắm chắc mấy thành, chín thành đối cương tử hẳn không. Còn nghi ngờ, lùi lại một bước mà nói: coi như là đối cương tử không quan tâm tới cái mạng nhỏ của mình mà phản chiến chúng ta, cũng không quan tâm. Thế nhưng ta lại lo lắng tới một chuyện khác. Quỷ vũ tông ta đã sớm không đặt vào trong mắt, thế nhưng khối đá lót đường này lại phải có. Lục thiếu du nói. Nếu như phi linh môn bại lộ quá sớm quả thực không phải là một chuyện tốt. Đồng vô mệnh nói. Ngoại trừ việc không muốn bại lộ thực lực hiện tại của phi linh môn ra, ta còn lo lắng linh thiên môn. Hôm nay từ trong miệng đối cương tử ta mới biết, thê tử của đối đường và thê tử của trưởng môn linh thiên môn là bà con. Nếu như phi linh môn ta tiêu diệt quỷ vũ tông, ta sợ rằng linh thiên môn sẽ có động tác. Lục thiếu du nói. Vì vậy ngươi mới muốn âm thầm khống chế quỷ vũ tông, đồng thời thử linh thiên môn cho dù linh thiên môn đến lúc đó có động tác thì phi linh môn cũng có thể thoát thân thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn lục thiếu du hai hàng lông mày nhíu lại rồi thở dài nói tiểu tử ta rất ít khi bội phục người khác ngươi quả thực là khác ngươi luận gian trá thâm độc chỉ sợ không có mấy người có thể so được với ngươi đông lão ngươi khen ta hay chửi ta vậy lục thiếu du cười khổ nói ngươi đoán xem thôi hồn độc xuất đông vô mệnh như cười như không nói vì phi linh môn ta phải suy nghĩ nhiều một chút mỗi một đường đều phải tỉ mỉ suy nghĩ, sai một bước sẽ mang tới không ít phiền phức, không chỉ có riêng ta mà là toàn bộ phi linh môn. Lục thiếu du chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Ta không nhìn lầm người, bằng vào sự cơ trí, thâm hiểm của tiểu tử ngươi, lại thêm quỷ tiên tử bạch oánh và diệp phi diệp mỹ phụ trợ ngươi, trong cổ vực này chỉ sợ người có thể so sánh với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người có thể đấu với ngươi chỉ sợ càng không có. Nhìn lục thiếu du, đông vô mệnh nói, Đông lão, những lời đánh giá này của người ta không dám nhận nha." Lục Thiếu Du cười khổ nói, "Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ nữa." Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, "Lúc nào xuất phát, lẽ nào ngươi định để ta và nữ nhân hôm qua liên thủ đối phó với đối lão quỷ kia sao? Có nàng tương trợ Đông lão, lại thêm Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ bên cạnh hỗ trợ, ta đoán có lẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng phải đợi sau khi xuất phát thì mới biết được." Lục Thiếu Du nói, lão độc vật lại thêm bạch linh, trong suy nghĩ của lục thiếu du. Trong vũ xuất, linh xuất tuyệt đối khó có thể xuất hiện đối thủ. Chỉ tính riêng thực lực của bạch linh chỉ sợ cũng có thể đánh chết đới lão quỷ kia, dù sao bạch linh cũng là cử vĩ yêu hồ. Tiểu tử người đã nắm chắc như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Đợi sau khi xuất phát rồi nói tiếp. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói xong, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ hỏi, nữ nhân kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, ngươi tiết lộ một chút được không? Đông lão, chuyện này qua vài ngày nữa người sẽ biết. Ha ha. Lục thiếu du cười nói. Tiểu tử ngươi, ngay cả ta cũng giấu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trừng mắt nhìn lục thiếu du nói. Ngoài phi linh môn, lúc này hai nghìn thiết kỵ. Đã hoảng loạn, vây quanh phi linh môn đã hơn hai ngày rồi thế nhưng bọn họ lại không biết làm gì. Muốn đánh phi linh môn, cũng không ai có lá gan này. Người của phi linh môn không dễ chọc như vậy. Trưởng lão, chúng ta đi thôi các đệ tử đã hoảng loạn, cho dù tiếp tục cũng không làm nên chuyện gì. Phó tông chủ chỉ sợ đã xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong Quỷ Vũ Tông, một hộ pháp nói với mấy vị trưởng lão. Chương 725, trên Quỷ Vũ Tông 1. Vũ Tông. Một mấy vị trưởng lão lúc này nhìn nhau, phó tông chủ hai ngày chưa trở về, cho nên có tám phần đã xảy ra chuyện, thế nhưng hiện tại trở về thì có chút. Trong lòng mấy vị trưởng lão đều hiểu rõ, nếu cứ như vậy trở về thì căn bản không thể ăn nói với trong tông. Lẽ nào bọn họ lại nói cả đám người tới bên ngoài cửa phi linh môn, bảo vệ bên ngoài hai ngày rồi trở về sao? Có lẽ đến lúc đó toàn bộ bọn họ đều bị xử lý. Thế nhưng nếu như không quay về, bọn họ cũng không dám hạ thủ với phi linh môn. Trưởng lão, bằng không chúng ta trở về đi. Phi linh môn quá quỷ dị, mấy ngày nay ngay cả một bóng người chúng ta cũng không thấy. Một người trưởng lão khác nói. Được rồi, chúng ta. Vị trưởng lão có tu vi vũ tướng thất trọng kia do dự một lát rồi cắn răng nói. Sư, lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không mà tới. Là phó tông chủ, phó tông chủ đã trở về. Tham kiến phó tông chủ, mọi người lập tức hành lễ, bộ dáng như chút được gánh nặng, mấy người trưởng lão cũng thở dài một hơi. Sắc mặt đối cương tử tái nhợt, làn da trên người tuy rằng đã bắt đầu khôi phục, thế nhưng dưới quần áo vẫn vô cùng thê thảm. Nơi nơi đều có vết tích, lúc làn da khôi phục lại kéo theo đau đớn khó chịu, điều này khiến cho đối cương tử đối với đối đường càng thêm hận phó tông chủ, ngươi làm sao vậy? Hai ngày nay ngươi đi nơi nào, lưu trưởng lão hắn, phó tông chủ. Lẽ nào ta chỉ có thể là phó tông chủ sao? Sắc mặt đới cương tử trầm xuống, hiện tại nghe được ba chữ phó tông chủ khiến cho hắn cực kỳ không vui. Tông, chủ, một trưởng lão sắc mặt nghi hoặc nói, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Lưu trưởng lão tối hôm qua đã bị cường giả đánh lén, có lẽ đã lành ít giữ nhiều. Ta biết rồi, sắc mặt đối cương tử trầm xuống, hắn lập tức nhíu mày nói, trừ vị trưởng lão, hộ pháp, nếu như lần này trở về ta nhất định phải trở thành tông chủ, các ngươi sẽ ủng hộ ai? Chúng ta là người của tông chủ, đương nhiên sẽ ủng hộ tông chủ. mấy vị trưởng lão, hộ pháp tức thì trả lời, tốt, chờ sau khi ta trở thành tông chủ nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. đối cương tử nói, mọi người chú ý, người phi linh môn xuất hiện. lúc này một người trưởng lão đột nhiên nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trong phi linh. Môn xuất hiện tức thì sợ hãi nói. Lập tức đám người quỷ vũ tông hoảng loạn, chỉ có đối cương tử không có biểu hiện gì. Hoảng loạn cái gì, phi linh môn hiện tại chính là minh hữu của chúng ta. Trước đây quỷ vũ tông và phi linh chỉ hiểu lầm mà thôi. Đối cương tử quát lớn. Ngoài phi linh môn, lúc này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, người đi trước chính là lục thiếu du. Bên cạnh hắn có một người mặc hắc bào, một người mặc tố y, một người mặc trường bào màu đỏ. Có một điều kỳ quái chính là ba người này trên mặt đều đeo một tấm mạng che mặt. Không nhìn thấy dung mạo. Lục trưởng môn, chúng ta có thể xuất phát. Đối cương tử nhìn thấy lục thiếu du lập tức hành lễ rồi nói. Đối tông chủ, chúng ta đi thôi. Lục thiếu du mỉm cười nói. Trên vai trái hắn có một con rắn nhỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi. Đôi mắt nhỏ không. Ngừng đảo qua trên người hai nghìn đệ tử quỷ vũ tông. Trên vai phải hắn có một đầu yêu thú nhỏ, như chuột đang lười biến ghé vào vai lục thiếu du. Mời. Đối cương tử gọi đầu yêu thú phi hành trên bầu trời. Mọi người lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Những trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông, lúc này nhìn thấy quan hệ của Lục Thiếu Du và Đối Cương Tử đều vô cùng nghi hoặc. Vương Hộ Pháp phân phó chúng đệ tử chạy về Quỷ Vũ Tông. "Chúng ta trở về trước." Đối Cương Tử lập tức nói với một hộ pháp bên người. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, hai cánh yêu thú phi hành dựng lên rồi chậm rãi biến mất trong không trung. Tất cả đệ tử Quỷ Vũ Tông đều mừng rỡ không ngớt. Vốn bọn họ cũng không dám đối phó với phi linh môn. Lúc này lại nghe Phó tông chủ bảo quay về trong lòng không khỏi thở ra một hơi. Chúng đệ tử Quỷ Vũ tông lập tức dục ngựa rời đi, tốc độ so với khi xuất phát còn nhanh hơn vài phần. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có như vậy? Ta đợi hai ngày hai đêm để xem náo nhiệt cứ như vậy mà không xảy ra sao? Quỷ Vũ tông và Phi Linh môn không biết có chuyện gì. Phía xa, lúc này sau hai ngày hai đêm đã có mấy nghìn dòng binh tụ tập xem náo nhiệt. Những người không thể đi vào sơn mạch Vũ Đô, cũng không muốn gia nhập những dòng binh đoàn khác nghe thấy tin người quỷ vũ tông sẽ đối phó, với phi linh môn liền lập tức chạy tới. Nếu như phi linh môn bị diệt, sau này sơn mạch vụ đô lại được ra vào tự tiện như cũ. Thế nhưng cảnh tượng này khiến cho mọi người kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Đợi hai ngày hai đêm, uống gió Tây Bắc đủ no. Cuối cùng náo nhiệt không thấy, phi linh môn cũng không bị diệt, một màn này khiến cho không biết bao nhiêu người mắng to. Ta kháo, đợi hai ngày hai đêm cuối cùng lại chỉ có như vậy. Là ngươi gọi ta tới đúng không? náo nhiệt cái rắm, ngươi ăn no rừng mỡ hả? Lão đại, là chính ngươi muốn tới xem náo nhiệt mà." Từng tiếng nghị luận cùng với tiếng mắng to vang lên. Trên lưng yêu thú phi hành của Quỷ Vũ Tông, lúc này ánh mắt chúng trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông đều nhìn vào Lục Thiếu Du và ba người đang ngồi khoanh chân phía sau hắn. Khí tức trên người ba người này đều thu liễm lại, bọn họ không thể dò xét được khí tức của ba người này. "Tiểu tử, nữ cường giả kia đâu?" không có nàng ta một mình ta muốn giết đới lão quỷ quả thực có chút khó khăn thanh âm của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vang lên trong tai lục thiếu du đồng lão yên tâm đi đến lúc đó người sẽ gặp được nàng lục thiếu du nói ánh mắt nhàn nhạt rơi vào bạch linh trên vai quỷ vũ tông hẳn là phải có một đại trận hộ sơn ngươi có cách nào phá không thanh âm của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lần thứ hai truyền vào trong tai lục thiếu du đại trận hộ sơn của quỷ vũ tông do mấy linh tướng khống chế Mấy linh tướng kia đại đa số đều là người của đối đường. Đến lúc đó Lục Sơn lão nhân mang theo đối cương tử đối phó với đối đường. Thanh Hỏa lão quỷ và ta sẽ đối phó với mấy linh tướng kia, không để chúng khởi động đại trận hộ sơn. Đông lão thì đối phó với đối lão quỷ. Chờ sau khi đối lão quỷ phát hiện ra thì có lẽ đã muốn. Đến lúc đó Thanh Hỏa lão quỷ và Lục Sơn lão nhân sẽ giúp Đông lão lực trận." Lục Thiếu Du nói. Như vậy là tốt nhất, chỉ cần không phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ không thành vấn đề thanh âm của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vang lên, không nói nữa, miễn cho đối cương tự âm thầm dò xét. Tất cả theo như kế hoạch mà tiến hành. Lục thiếu du đưa mắt nhìn về phía trước rồi khoanh chân ngồi xuống. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cỗ chân khí được thôn vệ khi trước. Chương 726, trên quỷ vũ tông 2. Vũ tông, hai theo sự luyện hóa, chân khí được thôn vệ vào trong cơ thể đang nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của lục thiếu du. Trong đan điền của Lục Thiếu Du, Vũ đan ngũ sắc lúc này xoay tròn. Huyết lục cùng với vũ đan kia cùng nhau hấp thu chân khí, màu sắc trên huyết lục ngày càng sáng bóng. Một lát sau, quanh thân Lục Thiếu Du đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, nhạt, tiến vào trạng thái tu luyện. Có tiểu long hộ pháp, tuy rằng bên cạnh hắn có không ít người của Quỷ Vũ tông thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có thể yên tâm tu luyện. Đến Quỷ Vũ tông cần thời gian 3 ngày, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng không suy nghĩ nhiều vốn hắn còn lo lắng một mình lão độc vật không thể đánh chết đới lão quỷ, thế nhưng hiện tại đã không giống khi trước. bạch linh đã xuất quan, có bạch linh và đông lão xuất hủ muốn giết đới lão quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. thời gian chậm rãi trôi qua, trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ, lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình mà quỷ dị. trong phi linh môn tất cả đều giống như bình thường, không có biến hóa gì, thế nhưng trong chấn hoa môn, lúc này hoạt động kiến tạo thành trì đang được tiến hành. Lưu lượng người trên chấn hoa môn ngày càng nhiều, cũng bởi vì dược liệu mà tới. Chấn thiên tinh phía xa lúc này đã không còn như xưa, không ít thương nhân đã di chuyển tới chấn hoa môn, thương nhân tới chấn hoa môn càng nhiều, dòng người càng thêm đông đúc. Đây vốn là phản ứng dây chuyền. Dòng người càng ngày càng tăng, từng kiến trúc đột ngột xuất hiện trên chấn hoa môn, chấn nhỏ ngày càng được mở rộng. Lúc này cửa hàng của Phi Linh, môn trên chấn hoa môn chính là long đầu của những cửa hàng cung cấp dược liệu. Giá cả trong cửa hàng Phi Linh, Môn cũng trực tiếp có ảnh hưởng tới giá cả dược liệu trong biên giới sát cổ vực. Theo giá cả dược liệu trong cửa hàng Phi Linh Môn giảm xuống đã hấp dẫn vô số thương nhân tới đây mua. Giá này đã là cái giá thấp nhất trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Không ít người không biết từ đâu nghe được tin tức này, nói là dược liệu sẽ liên tục duy trì ở mức thấp, cả đám người tức thì nhanh chóng chạy tới cửa hàng của Phi Linh Môn. Thế nhưng lúc này cũng có không ít người đau đớn. Đoạn thời gian trước bọn họ trắng trợn thu mua dược liệu vốn định chữ hàng đợi lần tăng giá tiếp theo sau đó đà kích cửa hàng phi linh môn ai ngờ hiện tại lại gậy ông đập lưng ông chỉ sau hai ngày giá dược liệu đã hạ hấp tới 3-4 lần khiến cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết nghe nói gần đây có người ở trấn hoa môn âm thầm trắng trợn thu mua dược liệu giá cả so với phi linh môn bán ra còn cao hơn một chút nếu như bọn họ bán thì vẫn thiệt lớn những thế lực này vẫn cắn răng chuẩn bị bán ra hiện tại phi linh môn càng ngày càng hạ giá xuống bọn họ không dám chờ đợi nữa nói chung trong khoảng thời gian này bọn họ đã làm không công mà còn lỗ lớn trên trấn hoa môn bên trong linh phi tông kia mỗi này đều có một hội đấu giá nho nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện một đấu giá hội lớn cũng có không ít thứ tốt xuất hiện khiến cho nhân khí trong trấn cũng tốt hơn rất nhiều phi linh môn lúc này vẫn đang không ngừng phát triển trong yên ổn thời gian chậm rãi mà qua ba ngày sau trên lưng yêu thú phi hành khí tức trên người lục thiếu du đột nhiên kéo lên quang mang quanh người càng ngày càng đậm sư sư. Giữa không trung, một cỗ hơi thở ba động mãnh liệt, một cỗ quang mang từ trên người Lục Thiếu Du bắn ra, sau đó lượn lờ bên ngoài thân thể Lục Thiếu Du. Đột phá! Cảnh này những người trên yêu thú phi hành đều có thể nhìn được. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới có người ở trên lưng yêu thú phi hành mà cũng có thể đột phá được. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh lại càng thêm kinh ngạc. Hắn biết cách lần đột phá trước của Lục Thiếu Du không bao lâu, trước đấu giá hội lần trước mới đột phá không ngờ lúc này lại tiếp đột phá loại tốc độ này quả thực quá kinh khủng mà lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không biết lúc đấu giá hội lục thiếu du đã đột phá vũ tướng lục trọng đây đã là lần đột phá thứ hai tính từ khi đấu giá hội mở ra chỉ trong chốc lát quang mang quanh người lục thiếu du càng ngày càng đậm trên bề mặt da rẻ cũng toát ra quang mang đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa bắt đầu hội tụ lập tức tiến vào trong cơ thể lục thiếu du rát rát Đầu yêu thú phi hành kia của Quỷ Vũ tông đột nhiên kinh hoàng, lúc này, dưới năng lượng khổng lồ trong thiên địa hội tụ tới khiến cho toàn thân nó run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, cùng với khí tức trên người Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, năng lượng trong thiên địa càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng một tiếng trầm muộn từ trong đan điền Lục Thiếu Du truyền ra, dưới cỗ hấp lực mạnh mẽ, năng lượng vô hình trong thiên địa lập tức bị thôn phệ vào cơ thể, khí tức của hắn lúc này đã tới vũ tướng thất trọng. Trung quanh thân thể Lục Thiếu Du vô hình chung có một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ra chỉ trong chốc lát cỗ khí thế này được thu liễm lại không có bất kỳ khí tức nào bị tiết ra ngoài vũ tướng thất trọng không phải là vũ tướng lục trọng sao thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức thì kinh hãi khuôn mặt giống như là gặp quỷ vậy trước khi đấu giá hội khai mạc lục thiếu du đột phá rõ ràng là vũ tướng ngũ trọng hiện tại đã là vũ tướng thất trọng hắn thực sự không biết lục thiếu du tu luyện thế nào tốc độ này quả thực quá dọa người trên lưng yêu thú phi hành cũng có thể đột phá khiến cho đám người quỷ vũ tông thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân đều vô cùng kinh ngạc. Phù, lục thiếu du chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí từ đan điền, hai mắt mở ra, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vũ tướng thất trọng, có lẽ cũng không tệ. Cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình lúc này, khóe miệng lục thiếu du không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Đúng như dự đoán của hắn, thôn vệ một vũ tướng bát trọng sau khi bỏ đi tạp chất, cũng giúp hắn đột phá tới vũ tướng thất trọng, quả thực không sai chút nào cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể lục thiếu du cũng rất thỏa mãn lần đột phá này gần cốt lục phủ ngũ tạng đều được rèn rũa qua thân thể lại được tăng cường diện tích trong đan điền lại lớn hơn không ít lúc này thực lực của hắn lại được tăng trưởng một bước lớn chúng mừng lục trưởng môn đột phá đới cương tử kinh ngạc nói đới tông chủ chúng ta sắp tới chưa lục thiếu du nhìn vào phía trước hắn đoán có lẽ đã sắp tới quỷ vũ tông có lẽ phải mất một canh giờ nữa nhìn vào phái trước sắc mặt đới cương tử càng thêm lạnh lẽo, một cỗ sát ý ngập tràn. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, trong lòng cũng có chút ba động. Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến, chỉ hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Chương 727, trên quỷ vũ tông ba. Vũ Tông ba đối tông chủ, trên quỷ vũ tông có một đại trận hộ sơn, thế nhưng nó lại nằm trong tay đối đường, ngươi cần phải nghĩ biện pháp nào đó, bằng không chút ta có thể sẽ phải thất bại. Lục Thiếu Du nói lần trước tới quỷ vũ tông lục thiếu du cũng phát hiện ra trên quỷ vũ tông có một đại trận hộ sơn uy lực hẳn là bất phàm nếu như quỷ vũ tông khởi động đại trận hộ sơn đến lúc đó sẽ phiền phức lớn lục trưởng môn yên tâm đi đại trận hộ sơn của quỷ vũ tông là đại trận địa sát trận giác đều ở chung quanh chúng ta trực tiếp tiến vào đại điện sau đó nhổ một trận giác đại trận sẽ bị phá phân nửa tới lúc đó đại trận sẽ không còn là vấn đề đới cương tử nói vậy là tốt rồi đây là địa bàn của đới tông chủ Tất cả do đối tông chủ định đoạn, Phi Linh môn ta sẽ liều mình tiếp quân tử, cùng đối tông chủ liều mạng một phen." Lục Thiếu Du nói. "Đa tạ Lục trưởng môn." Đối cương tử cảm kích nói. Lúc này hắn đã biết thế lực của Lục Thiếu Du, cho nên hắn không dám xem thường Lục Thiếu Du nữa. Lúc này phía sau Lục Thiếu Du có ba người, có hai người không cần đoán hắn cũng biết đó chính là Thanh Hòa, Lão Quỷ và Lộc Sơn lão nhân. Bất luận một người nào cũng không phải là người mà hắn có thể chống lại một canh giờ sau, trước mắt lục thiếu du xuất hiện một mảnh kiến trúc liên miên, chính là thành quỷ vũ. nếu như bằng vào tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, muốn tới quỷ vũ tông chỉ mất một ngày một đêm. thế nhưng cưỡi yêu thú phi hành của quỷ vũ tông lại mất tới ba ngày. trong nháy mắt này, bạch linh và tiểu long trên vai lục thiếu du, không biết từ khi nào đã chui vào trong ống tay áo lục thiếu du. nhìn thấy thành quỷ vũ, ánh mắt của đối cương từ lúc này không khỏi run rẩy. thành quỷ vũ phồn hoa không gì sánh được. Cư dân trong thành hơn một nghìn vạn, dòng người đông đúc. Trong phương viên vạn dặm chung quanh đây chính là địa phương náo nhiệt nhất, cũng là nơi trọng yếu nhất của Quỷ Vũ Tông. Sư sư, tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Ngoài cửa thành, đệ tử của Quỷ Vũ Tông lập tức hành lễ, mọi người lập tức áp chế yêu thú tọa kỵ chậm rãi đi vào thành. Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Du nhìn vào thành Quỷ Vũ trước mắt, liếc mắt nhìn một cái, kiến trúc liên miên không dứt trên những con đường chung quanh có không ít thương nhân vũ giả lui tới vô cùng náo nhiệt loại náo nhiệt này hơn xa trấn hoa môn hiện tại chúng trưởng lão và hộ pháp trên lưng yêu thú phi hành đã cảm nhận được áp lực mà lúc này tiếng ồn ào trong thành quỷ vũ truyền tới dòng người trên đường như nước chảy không ngừng di động vô cùng náo nhiệt yêu thú phi hành bay thẳng tới quỷ vũ tông ở trung tâm quỷ vũ thành ngọn núi khổng lồ kia đứng sừng sững trong quỷ vũ thành diện tích vô cùng lớn từ trên nhìn xuống, bốn phía đều là một mảnh kiến trúc liên miên. Trên ngọn núi cũng có không ít kiến trúc được kiến tạo, vô cùng đồ sộ. Lúc này toàn bộ người trên yêu thú phi hành đều không khỏi sao động, mấy người trưởng lão và hộ pháp của quỷ Vũ Tông, lúc này đã biết bọn họ trở lại quỷ Vũ Tông để làm gì. Đông vô mệnh, thanh hỏa lão quỷ. Lộc Sơn lão nhân cũng có chút ba động, quỷ Vũ Tông bọn họ không đặt vào trong mắt, thế nhưng trên quỷ Vũ Tông có một người bọn họ không thể không dè trưng đó chính là đới lão quỷ, thực lực của đới lão quỷ không phải tầm thường chút nào. Phù, trên quỷ vũ tông, yêu thú phi hành đáp xuống một cái sân rộng, mọi người trên lưng yêu thú nhảy xuống. Tham kiến phó tông chủ, trên ngọn núi, không ít đệ tử nhìn thấy đới cương tử lập tức hành lễ. Vương hộ pháp, tôn hộ pháp, các ngươi xuống phía dưới sắp xếp, điều động tất cả những đệ tử chúng ta có thể điều động. Phong tỏa quỷ vũ tông, bất luận một kẻ nào cũng không được lên núi, ai dám trái giết bất luận tội. Đới cương tử nói, vâng, tông chủ. tức thì, hai hộ pháp lập tức xuống phía dưới sắp xếp. lục trưởng môn, chúng ta có thể đi. đối cương tử nói với lục thiếu du. lục thiếu du gật đầu, ánh mắt quét về chung quanh rồi lập tức đi theo phía sau đối cương tử. tiểu tử, tất cả phải cẩn thận, không thể sơ ý. đông vô mệnh truyền âm nói với lục thiếu du. một lát sau, một tòa sơn môn to lớn xuất hiện trong mắt lục thiếu du. trên sơn môn có treo một tấm hoành phi lớn, trên mặt khắc ba chữ quỷ vũ tông vô cùng khí phách nhìn vào tấm hoành phi này lục thiếu du cũng không xa lạ gì khóe miệng hắn khẽ mỉm cười ngày này rốt cuộc cũng tới hôm nay tất cả phải dựa vào lục trưởng môn tương trợ rồi đới cương tử nói đới tông chủ yên tâm chỉ cần ngươi không sao động hôm nay chính là ngày ngươi giành được chức vị tông chủ lục thiếu du nói tham kiến phó tông chủ tham kiến chư vị trưởng lão sau sơn môn là một thông đạo vô cùng dài hướng về phía trước lúc này có không ít đệ tử hành lễ thế nhưng một tiếng phó tông chủ kia cũng khiến cho đối cương tử vô cùng khó chịu những đệ tử quỷ vũ tông bình thường này lục thiếu du cũng không đặt vào trong mắt chỉ cần giải quyết được đối lão quỷ kia coi như đại thế của quỷ vũ tông đã mất hắn cũng có thể yên tâm không ít tham kiến phó tông chủ lúc này lại có mấy đệ tử trong tông hành lễ mấy người này so với mấy đệ tử khi trước mạnh hơn không ít ba vũ phách tam trọng một vũ phách ngũ trọng các ngươi đi đi đới cương tử nói với bốn người này Phó Tông Chủ, hôm nay là ngày chúng ta trông coi đại trận địa sát, nếu như rời khỏi đây Tông Chủ sẽ trách phạt. Vũ Phách Ngũ Trọng kia nói, vậy thì chết đi. Vẻ mặt đối cương tử trầm xuống, nói xong đồng thời thân ảnh nhoáng lên, ba vị trưởng lão phía sau đối cương tử cũng lập tức ra tay. Sư sư, bốn đạo công kích, bốn cỗ chân khí trong nháy mắt tràn ra, bốn đệ tử vũ phách của quỷ vũ tông dường như không ngờ tới phó tông chủ, và chúng trưởng lão lại xuất thủ với bọn họ. Bốn người còn chưa kịp phản ứng, thì từng đạo công kích mạnh mẽ trong nháy mắt đánh vào cơ thể bọn họ, ngay cả hộ thân cương khí cũng không kịp bố trí, trong nháy mắt bị đánh chết mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hừ. Đối cương tử lạnh lùng hừ một tiếng, thủ ấn nhanh chóng được kết, mấy đạo lưu quang ầm ầm đánh về phía một tảng đá phía trước. Phanh. Chỉ trong nháy mắt, bề ngoài tảng đá kia đột nhiên nứt nẻ, một cỗ khói xanh toát ra, trong nháy mắt một ngọn giản nhỏ bằng bàn tay hiện lên trước mặt mọi người. Trận giáp. Lục Thiếu Du nhíu mày, trên ngọc giản này có một cỗ năng lượng rất mạnh, đối với thứ này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đây chính là trận giác của một trận pháp. Thu, vẻ mặt đối cương tử trầm xuống, thủ ấn lần thứ hai biến đổi, một cỗ chân khí khổng lồ trong tay nhanh chóng bao phủ trận giác kia, trong nháy mắt từ xa hút lại. Ầm ầm, trận giác này bị rút ra tức thì toàn bộ ngọn núi lay động một chút. Chương 728, Chiến Quỷ Vũ Tông, 1. En Quỷ Vũ Tông, một đại trận địa sát này bảo vệ toàn bộ ngọn núi, trận pháp đã bị phá hơn phân nửa. Thế nhưng cường giả trên quỷ vũ tông có lẽ hiện tại đã biết có chuyện xảy ra, phòng trừng bọn chúng sẽ lập tức tới đây. Đới cương tử nói, đông lão, trước tiên người tới hậu sơn đi, đằng này giao cho tiểu tử là được. Lục thiếu dung nghiêng người nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Cẩn thận một chút, ta đi tới hậu sơn trước. Đông vô mệnh nói xong, thân ảnh khẽ nhảy lên, trong nháy mắt biến mất. Cảm nhận khí tức quanh người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, sắc mặt đới cương tử có chút biến hóa, sự ba động của khí tức kia, cũng khiến cho hắn không khó nhìn ra thực lực của đông vô mệnh, tuyệt đối rất mạnh mẽ, thế nhưng lúc này hắn cũng không biết người kia là ai mà thôi. Sư, cùng lúc đó, trong ống tay áo lục thiếu du, một đạo bạch quang lóe lên rồi lập tức biến mất. Ô, lúc này, một thanh âm sắc bén vang vọng trong không trung, quanh quẩn ở trên ngọn núi khổng lồ. Lục trưởng môn, chúng ta đi thôi. Đới cương tử nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống nói đi thôi. Lục thiếu du nói, tay áo run lên, lập tức đi về phía trước. Đi qua mấy hành lang, lúc này một cái sân rộng hiện lên trước mặt hắn. Trước sân rộng lúc này có hơn một nghìn đệ tử quỷ vũ tông đang chạy tới sân rộng, trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh bước ra đại điện. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Lúc đoàn người đới cương tử, đi tới sân rộng có không ít đệ tử quỷ vũ tông vội vã hành lễ. Nhanh đi kiểm tra, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, thanh âm của đối đường truyền ra, có vẻ vô cùng kinh hãi. Phó tông chủ đã trở về. Tham kiến phó tông chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Đám người đối cương tử lập tức đi qua sân rộng, nhìn thấy Lục Thiếu Du và Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quái đeo áo choàng phía sau, mọi người vô cùng nghi hoặc. Các đệ tử nghe đây, bên ngoài không xảy ra chuyện gì, tất cả lui đi. Đối cương tử đi lên phía trước rồi khẽ quát lên một tiếng. Nhị đệ, đệ trở về rồi sao? Trong đại điện, đối đường nhanh chóng đi ra bên ngoài nhìn đối cương tử rồi lại nhìn vào lục thiếu du và hai người lộc sơn lão nhân, thanh hỏa lão quỷ phía sau. Ngươi có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ đúng không? Nhìn thấy đối đường, đối cương tử không nhịn được mà nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý, đối đường sừng sốt, đương nhiên là hắn có thể nhìn thấy được hận ý trong mắt đối cương tử, hắn biết sắc nói, nhị đệ, lẽ nào ngươi không bắt được lục thiếu du? Hừ, ngươi còn giả bộ tới khi nào? Lục trưởng môn đã nói tất cả cho ta biết, ta quả thực không nghĩ tới. Đối đường, không ngờ ngươi lại thâm độc như vậy đới cương tử tức giận nói nhị đệ đệ nói cái gì vậy vẻ mặt đới đường trầm xuống cha có chuyện gì vậy trong đoàn người có một thân ảnh mặc hoa phục chạy tới trước người đới cương tử chính là đới trường vân nhi tử của đới cương tử lúc này đới trường an cũng tới bên người đới đường ánh mắt hai người này lập tức nhìn vào lục thiếu du những chuyện phát sinh khi trước trên đại hội tông môn bọn họ đương nhiên còn nhớ rõ cho nên không quên lục thiếu du đới tông chủ ngại quá Hiện tại ta lựa chọn hợp tác với đối phó tông chủ. Người quả thực quá mức thâm độc, ta cũng không muốn hợp tác với người như vậy." Lục Thiếu Du ngẩng đầu ánh mắt nhìn vào đối đường rồi nói. Lúc này, ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm đảo qua đám trưởng lão hộ pháp phía sau đối đường. Lục Thiếu Du cũng không khỏi giật mình. Gần đây tổn thất của Quỷ Vũ Tông cũng không ít, thế nhưng không ngờ lại còn hơn 10 vũ tướng, hơn nữa phía sau đối công tử còn có thêm 4 người, tức là có gần 20 vũ tướng. Về phần hộ pháp và chúng vũ phách thì có gần 200 người, loại thực lực này có thể nói là rất mạnh. Trong mắt lục thiếu du lúc này cũng xuất hiện khá nhiều linh giả. Trong đó không ngờ có bốn linh tướng, mười mấy linh phách, linh sư không ít. Mà linh giả đầu lĩnh lục thiếu du cũng không xa lạ gì, khi trước trên đại hội tông môn ở quỷ vũ tông, lục thiếu du đã từng gấp qua, người này họ đoàn chính là linh tướng cửu trọng, lúc này chỉ sợ tu vi của hắn cũng đã có tiến bộ. Từ trong miệng đối cương tử lục thiếu du, cũng nghe nói đoạn trưởng lão này không giống bình thường, là một vị đại sư trận pháp. Trận pháp của Quỷ Vũ Tông là do một tay hắn bố trí. Trận pháp này đủ để vây khốn những vũ suất không hiểu trận pháp vào bên trong, khó có thể thoát ra ngoài được. Vì vậy người này Lục Thiếu Du cũng không chú ý nhiều lắm. Ba linh tướng còn lại một người là linh tướng Lục Trọng, một linh tướng tứ trọng, một linh tướng nhất trọng, chung quy thực lực cũng không yếu. Muốn nhìn thực lực một sơn môn thì chỉ cần nhìn vào thực lực linh giả trong sơn môn là có thể nhìn ra được một chút. Lục Thiếu Du đoán có lẽ đây là toàn bộ thực lực của Quỷ Vũ Tông. Thực lực như vậy cũng đã là rất mạnh rồi. Các ngươi có ý gì, muốn tạo phản sao? Đối đường quát lớn một tiếng, trong đầu không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tạo phản, đối đường, ta tạo phản cái gì? Ngươi đừng quên, ta cũng có thể làm tông chủ quỷ vũ tông. Đối cương tử lạnh nhạt nói một tiếng, ngươi bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Sau này tông chủ quỷ vũ tông cũng chỉ có ta, và ta với ngươi cũng không có quan hệ gì nữa. Đối cương tử, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi thực sự muốn tạo phản sao? Đối đường phẫn nộ nói. Ha ha. Đối cương tử cười lớn, lập tức lớn giọng nói, tất cả hộ pháp, trưởng lão, đệ tử nghe đây. Đối đường bất nhân muốn dồn ta vào chỗ chết, may mà lần này ta đại nạn không chết. Đối đường cũng không trở thành tông chủ quỷ vũ tông ta được nữa. Hôm nay những người ủng hộ ta thì sau này ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi thế nhưng những người đối đầu với ta, ngày sau đừng trách ta vô tình. Đối cương tử nói, quanh âm quanh quẩn trong tai mọi người. Sắc mặt không ít người đại biến. Đối cương tử, đối đường bất hòa, chuyện này trong quỷ vũ tông có vô số trưởng lão và hộ pháp đều biết. Lúc này nói ra dường như cũng không có ai kinh ngạc. Đối cương tử vừa dứt lời, lúc này đã có không ít đệ tử lùi bước đi tới bên người đối cương tử. Lập tức lại có ba trưởng lão, 10 hộ pháp, còn có hơn 10 vũ phách không chút do dự đi tới bên người đối cương tử. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lục Thiếu Du nhíu mày, xem ra đối cương tử này đã sớm có ăn bài, âm thầm phát triển thực lực của mình. Thế nhưng cỗ thế lực này so với đối đường dường như vẫn còn yếu hơn một chút. Đối cương tử, người biết ngươi đang làm gì không? Sắc mặt đối đường đại biến, hắn biết đối cương tử luôn mơ ước chức vị tông chủ, thế nhưng hắn thật không ngờ, đối cương tử này ngày hôm nay lại lớn mật như vậy. Đối tông chủ, việc đã tới nước này hà tất ngươi phải giả bộ." Lục Thiếu Du mở miệng nói. Chương 729, Chiến Quỷ Vũ Tông 2. En Quỷ Vũ Tông. 2, Lục Thiếu Du, ngươi có ý gì? Phi linh môn các ngươi càng lúc càng lớn mật, đừng tưởng rằng Quỷ Vũ Tông thực sự sợ các ngươi. Đối Đường nhìn Lục Thiếu Du, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. "Đối Đường, ngươi vô sỉ thâm độc, lại lợi dụng ta đối phó với phó tông chủ." "Hừ, đáng tiếc kế hoạch của ngươi thất bại rồi." Lục Thiếu Du cười lạnh nói. "Nực cười." ta cấu kết với phi linh môn các ngươi đối phó với đối cương tử kia lúc nào phi linh môn các ngươi có thực lực kia sao đối đường cả kinh nói đối đường ta chính tai nghe thấy lẽ nào còn giả bộ sao ngươi không cần phải chối đối đường lạnh nhạt nói đối cương tử lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào phi linh môn này có thể đối phó với ta được sao nói như vậy đại trận địa sát bị tổn hại cũng là do ngươi cố ý gây nên đối đường lạnh nhạt nói hừ Đối cương tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ hàn y bắn ra, nói, đối đường, hôm nay không phải ngươi chết thì ta vong. Tất cả trưởng lão hộ pháp quỷ vũ tông nghe lệnh, đối cương tử cấu kết ngoại nhân tạo phản, dựa theo tông quy nên xử trảm, giết không tha. Đối đường lạnh lùng quát một tiếng. Chúng trưởng lão, hộ pháp phía sau hắn, còn có chúng đệ tử lập tức bày ra tư thế nghênh địch, sắc mặt cả đám vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết đối đường phía sau đối cương tử, chúng hộ pháp và trưởng lão cũng rút đao kiếm ra hưởng ứng. Toàn bộ không gian lập tức chìm trong bầu không khí dương cung bạt kiếm. Lục thiếu du nhíu mày, thực lực của đối cương tử rõ ràng có chút không đủ. Đối đường, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối cương tử lạnh lùng quát lên một tiếng. Chân khí quanh thân tức thì bùng ra, thân ảnh trong nháy mắt lao thẳng tới đối đường. Giết toàn bộ cho ta. Đoạn trưởng lão, nhanh đi khởi động đại trận địa sát. Ta muốn cho bọn chúng không thể rời khỏi quỷ vũ tông, Thanh âm của đối đường vừa dứt, đồng thời chân khí quanh người khuếch tán, không gian chung quanh gấp khúc. Một cỗ khí tức mơ hồ từ trong cơ thể hắn tràn ra, cỗ khí tức này cũng vô cùng kinh khủng. Thân thể lập tức lao về phía đối cương tử. Giết. Lúc này, theo sự xuất thủ của đối cương tử và đối đường, trưởng lão, hộ pháp, đệ tử hai phái cũng biết lập trường của mình. Quỷ Vũ tông ngày hôm nay nhất định sẽ biến đổi, cho nên cả đám không có chút do dự, lập tức lao thẳng về phía trước, bắt đầu xuất thủ. Sư trong đoàn người, một đạo thân ảnh lắc mình rời đi, trong nháy mắt biến mất, y theo kế hoạch tiến hành. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước rồi phất tay nói với Lộc Sơn, lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ ở phía sau. Nói xong, vòng xoáy dưới chân trượt lóe, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh phanh. Trong nháy mắt này, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên phía chân trời. Hai cường giả vũ xuất tam trọng đối đường và đối cương tử chỉ giao thủ một chiêu, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua khiến cho toàn bộ bầu trời đột nhiên lắc lư. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông chung quanh lập tức bị đánh bay. Xung quanh khu vực giao chiến của hai người này, không phải là chỗ mà những người bình thường có thể tới gần. Khục khục. Trong kình khí cuồng, bạo, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Dường như thương thế trên người đối cương tử vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên lúc này hắn đã rơi vào thế hạ phong. Ha ha, đối đường, chết đi cho ta. Trong nháy mắt này, một tiếng cười âm lệ truyền ra. Thân ảnh của Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt lao thẳng về phía đối đường, vừa rồi hắn vẫn thu liễm khí tức. Lúc này khí tức tràn ra, khí tức này khiến cho người ta kinh hãi. Mỗi một lần thân thể di động khiến cho không gian trực tiếp gợn sóng, thực lực thật mạnh mẽ. Các hạ là người phương nào? Đối đường đã sớm để mắt tới Lộc Sơn, lão nhân và thanh hỏa lão quái phía sau Lục Thiếu Du. Thế nhưng có áo choàng che khuất cho nên đối đường căn bản không biết hai người này rốt cuộc là ai lúc này cảm nhận được thực lực của lộc sơn lão nhân khiến cho hắn lập tức sắc từ khí tức trên người đối phương hắn đã nhận ra bản thân mình không phải đối thủ của đối phương hừ ta là ai ngươi còn chưa xứng biết lộc sơn lão nhân nở nụ cười quái dị đồng thời bàn chân khẽ bước một bước thân thể giống như quỷ mị đánh thẳng về phía đối đường chân khí thổ hệ cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra trong nháy mắt quang mang này khiến cho toàn bộ mặt đất run rẩy không ngừng có những cái khe xuất hiện trên sân rộng nhìn thấy thanh thế của đối phương như vậy sắc mặt đối đường đại biến, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hắn. Oanh! Mà lúc này, Lộc Sơn lão nhân cũng không cho đối đường nhiều thời gian, bàn tay nắm chặt, chân khí trên người ba động, một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước đột nhiên hội tụ trong không trung, trong nháy mắt đánh về phía đối đường. Thật mạnh mẽ! Sắc mặt đối đường hoảng hốt, thế nhưng hắn cũng không quên xuất thủ. Chân khí trong cơ thể bạo phát, sau đó hóa thành một vòng quang mang thổ hệ đánh về phía trước, đồng thời cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người phanh phanh. Hai người đều là vũ giả thổ hệ, hai đạo công kích va chạm vào nhau tức thì nổ vang. Kinh khí cường hãn khuếch tán ra bốn phía, âm thanh bạo liệt vang vọng không gian, vô số tảng đá trên mặt đất bị nốc lên. Khục khục, lực lượng cường hãn khuếch tán, cước bộ đối đường tức thì lào đảo, trực tiếp lùi lại hơn 10 bước, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu, hộ thân cương khí quanh người trực tiếp nứt nẻ. Một chiêu bị thương, sắc mặt đối đường lập tức đại biến. Hắn quay đầu về phía sau nói, bố trí thất tinh thất sát trận, Su su. Nghe thấy đối đường nói vậy tức thì sáu đạo thân ảnh trong nháy mắt đẩy lùi đối thủ, rồi nhảy ra, sau đó nhanh chóng tới bên người đối đường. Trong sáu người có thêm bốn trưởng lão vũ tướng, Đỗ Văn Sơn vũ tướng bát trọng cũng ở trong đó. Mặt khác còn hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng, một linh tướng lục trọng và một linh tướng tứ trọng. Sáu người tới phía sau đối đường đều tự đánh ra thủ ấn, tức thì bảy người cùng tiến lùi, vô hình chung dựa theo một loại phương thức nào đó, thủ ấn được kết, trong không trung lập tức có một cỗ lực lượng quỷ dị hội tụ. Thân ảnh bảy người lấy đối đường dẫn đầu, thân ảnh tạo thành một chuỗi. Tàn ảnh liên miên không dứt, quanh thân bảy người lập tức bạo phát ra chân khí và linh lực hùng hồn, dường như có liên kết với một loại năng lượng trong thiên địa, thôi động một loại lực lượng quỷ dị, tức thì uy thế bảy người tạo ra đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tốc độ chuyển động của bảy người nhanh hơn, hư hư thực thực, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, khí tức theo sự di chuyển của thân ảnh bảy người ngày càng kinh khủng mà không gian xung quanh bảy người lúc này áp lực càng lúc càng lớn. Bảy người lập tức tiến về phía trước bao vây Lộc Sơn lão nhân. Một người phá trận, thân ảnh Thanh Hỏa lão quỷ đi tới bên người Lộc Sơn lão nhân, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 730, Chiến Quỷ Vũ Tông 3. En Quỷ Vũ Tông. Ba là một tàn trận, thế nhưng muốn phá cũng có chút phiền phức. Lộc Sơn lão nhân nhướng mày nói, sắc mặt đối đường lúc này vô cùng bình tĩnh. Thất tinh sát trận này đương nhiên hắn có chút hiểu rõ, Tuy rằng bảy người đối đường thực lực không mạnh cho lắm, thế nhưng bảy người phối hợp thì thực lực đại tăng, chỉ sợ muốn phá trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngọn núi của quỷ vũ tông vô cùng khổng lồ, khoảng cách từ đỉnh núi cho tới phía sau núi cũng không ngắn. Phía sau núi, từng tảng đá kỳ lạ san sát, cây cối sum xuê, dạng trúc liên miên. Sườn núi có mây mù lượn lờ, trên vách núi đột nhiên có một con đường nhỏ. Lúc này trên một thạch bích, có một cái cửa đá lớn xuất hiện. Một đạo thân ảnh đáp xuống mặt đất, Trước tiên thân ảnh này đánh ra từng đạo thủ ấn, trong nháy mắt có một cỗ lưu quang màu đen khuếch tán, ầm ầm đánh vào bên ngoài cửa đá. Là kẻ nào xông vào Quỷ Vũ tông ta? Trong cửa đá lập tức có một thanh âm già nua truyền ra. Cửa đá nổ tung, một đạo thân ảnh từ bên trong lao ra. Ha ha, đối lão quỷ, ngươi vẫn chậm một bước. Có lẽ ngươi không nghĩ tới có người sẽ đánh tới cửa nhà ngươi chứ? Đông vô mệnh lớn tiếng cười. Cuối cùng một đạo thủ ấn được kết, tức thì toàn bộ cửa đá trong khoảnh khắc xuất hiện khói độc màu đen rồi nháy mắt, toàn bộ không gian được bao phủ bởi một làn khói đen. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh, là ngươi, ngươi tới quỷ vũ tông ta làm gì? trong làn khói độc tức thì có một tiếng quát kinh hãi vang lên. Không có gì, nhi tử ngươi nhờ ta tới giết ngươi, lấy quỷ vũ tông của ngươi mà thôi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông vô mệnh cười nhạt một tiếng. Đông vô mệnh, ta không để yên cho ngươi. nói xong, thanh âm bên trong làn khói đen nấc cụt, từng tiếng nổ kinh thiên vang lên trong bầu trời. người ở bên trong đã bắt đầu công kích mỗi một đạo công kích đánh ra đều khiến cho không gian gấp khúc rồi bị tàn phá lực lượng cuồng bạo tràn ngập làn khó đen kia nhìn như yếu đuối thế nhưng lúc này không gì phá nổi chỉ cần làn khói bị đánh tan một chút lập tức lại được ngưng tụ trong làn khói có một mùi vô cùng gai mũi xuất hiện hừ đới lão quỷ độc trận của ta bằng vào ngươi há có thể phá vỡ người chậm rãi phá đi có lẽ trò vui trong xào huyệt của ngươi ngươi cũng không được nhìn thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nở nụ cười lạnh lẽo hỗn đản, đồng vô mệnh, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đám sưng độc, tiếng rít gào vang lên, công kích cuồng bạo liên tục tuôn ra làm cho không gian cũng run rẩy theo. Sư sư, trong sân rộng, lúc này thân ảnh lục thiếu du đang tiến về phía trước. Trước sơn môn, tại một trận giác khi trước đối cương tử thu đi, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, ánh mắt nhìn vào trận giác không khỏi trầm xuống. Người này chính là linh tướng cửu trọng của quỷ vũ tông. Địa vị ở quỷ vũ tông chỉ thua đối cương tử. Thân là linh giả, lại hiểu bảy binh bố trận và có tu vi linh tướng cửu trọng, địa vị trong Quỷ Vũ tông không cần nói cũng biết. Đoạn trưởng lão, ngươi muốn chữa trị địa sát trận sao? Một thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau. Lục Thiếu Du, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Sắc mặt vị Đoạn trưởng lão này trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía sau Lục Thiếu Du, thấy không có ai tức thì trong mắt hắn bắn ra một cỗ hàn ý, vậy thì thử xem là biết. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, thanh âm vừa dứt bàn chân khẽ điểm một cái vòng xoáy dưới chân chợt lóe trực tiếp đánh về phía linh tướng cửu trọng kia lục thiếu du cũng là linh giả đương nhiên biết một ít nhược điểm của linh giả nếu như cận chiến thân thể linh giả không mạnh mẽ được như vũ giả rất dễ tổn hại mà lúc này đối mặt với một linh tướng cửu trọng lục thiếu du cũng không dám có chút sợ ý nào linh giả so với vũ giả đồng cấp thì khó dây vào hơn nhiều muốn chết nhìn thấy lục thiếu du lao thẳng tới đoạn trưởng lão kia nhíu mày dường như cảm giác được khí thế của lục thiếu du cũng không kém vẻ mặt hắn lạnh lùng không có một chút do dự gì linh lực trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra linh lực hóa thành một tấm lưới lớn nhanh chóng đánh xuống mang theo khí thế phô thiên cái địa tiến về phía lục thiếu du hư ảm nhiên tiêu linh trưởng lục thiếu du lạnh lùng quát một tiếng hắn đã sớm có phòng bị từng đạo thủ ấn phức tạp trong tay bỗng nhiên được kết chân khí bàng bạc trong kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ trong lòng bàn tay khí tức đột nhiên kéo lên một trường ấn trong suốt đột nhiên xuất hiện trong tay lục thiếu du không dừng lại một chút nào lục thiếu du nhanh chóng đẩy tay về phía trước trường ấn trong suốt như một khối ngọc kia bắn về phía trước nhanh chóng bành trướng không gian chung quanh rung động kịch liệt từng gợn sóng khuếch tán ra bốn phía tất cả chỉ trong nháy mắt không gian chung quanh trường ấn rít gào cuối cùng trường ấn khổng lồ va chạm với linh lực phô thiên cái địa kia phanh phanh hai đạo lực lượng va chạm thành âm bạo liệt vang lên giữa không trung kinh khí tán loạn, kinh phong bắn ra từ phía. Lục quang lúc này, trong nháy mắt tạo thành những đường vòng cung quỷ dị mang theo kinh phong liên miên, không dứt chồng chất lên nhau, giống như thiên la địa võng. Hai đường vòng cung kinh người này trong chớp mắt chồng chéo lên nhau. Không gian chung quanh gấp khúc, rung động liên tục, tản ra một cỗ khí tức vô hình lan tỏa ở chung quanh. Ngay khi khí tức cuồng bạo này trong nháy mắt khoách tán, cùng lúc đó trên tay trái lục thiếu du, đột nhiên có một đạo trường ấn khổng lồ trừng trăm thức hiện lên mà khi trường ấn này xuất hiện, nhiệt độ trong không gian đột nhiên giảm xuống, hàn băng ấn. một tiếng quát nhẹ từ trong miệng lục thiếu du truyền ra, trường ấn được đẩy đi, một cỗ hàn khí cuồng bạo tới cực hạn khuếch tán giống như một cơn sóng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, trưởng ấn mang theo khí tức lạnh lẽo cùng với năng lượng ba động hung hăng đánh về phía trưởng lão họ đoạn kia, công kích hệ thủy. vừa rồi dưới đạo công kích thứ nhất, trưởng lão họ đoạn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, linh lực dưới trường ấn quỷ dị kia tiêu hao không ít lúc này đạo công kích thứ hai của đối phương nhanh như thiểm điện bắn tới không cho hắn thời gian kịp thở loại tốc độ cường hãn như vậy khiến cho hắn vô cùng giật mình cũng may linh tướng cửu trọng như hắn cũng không phải là kẻ yếu trong lúc bối rối linh lực trong tay lập tức hội tụ một cỗ linh hỏa bắn về phía trước linh hỏa này cũng vô cùng bất phàm nhanh chóng đốt cháy sóng gợn không gian tạo thành một màu đỏ tươi cạch cạch hàn băng ấn của lục thiếu du đánh xuống không gian dưới một loại trạng thái cực kỳ quỷ dị trong nháy mắt đóng băng trong hàn khí đầy rẫy, một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng di chuyển, không gian dưới cỗ năng lượng bạo động này trở nên cuồng loạn. Khí tức lạnh lẽo và nóng bỏng va chạm với nhau, hai cỗ công kích thuộc tính trái ngược va chạm khiến cho thanh âm bạo tạc vang vọng thiên địa. Chương 731, linh tướng cửu trọng. Cửu trọng. Phanh phanh. Tiếp theo, không gian như nứt ra, từng tiếng nổ giống như tiếng sấm sét vang lên. Không gian xung quanh trực tiếp bị xé mở, từng khối băng nhỏ bị vỡ, hỏa diễm tràn ngập, khí tức nóng bỏng và hàn khí tràn ngập không gian. Dưới lực lượng cuồng bạo, không gian dao động mạnh mẽ, kình khí tàn sát bữa bãi, dư âm năng lượng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Phanh phanh phanh. Lực lượng cường hãn như vậy ảnh hưởng, mặt đất chung quanh ngọn núi bị san bằng, đất đá đổ nát, đá vụn bay tứ tung giống như sơn băng địa liệt. Khục khục. Dưới kình khí đáng sợ này, trưởng lão họ Đoạn kia đột nhiên bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước. Vũ kỹ huyền cấp. Sau khi lùi lại hơn 10 bước, lúc này ánh mắt trưởng lão họ đoạn trầm xuống, thanh thế công kích vừa rồi không phải vũ kỹ bình thường có thể có, ít nhất cũng phải đạt tới huyền cấp sơ giai mới làm được. Khục khục. Lúc này Lục Thiếu Du cũng lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, quanh thân không biết từ khi nào đã bố trí thanh linh khải giáp, chống lại linh tướng cửu trọng thế nhưng huyết khí trong cơ thể hắn cũng chỉ nhộn nhạo, không có trở ngại quá lớn. Lục Thiếu Du dám một mình đuổi theo đương nhiên cũng có nắm chắc, Linh tướng cửu trọng vậy thì thực lực cũng tương đương với vũ tướng cửu trọng. Lúc này bằng vào thực lực vũ tướng thất trọng của hắn, lại thêm đan điền khổng lồ, còn có thanh linh khải giáp, vũ kỹ huyền cấp, lục thiếu du cũng không quá đặt trưởng lão họ đoạn này vào trong lòng. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là linh hồn công kích. Sư sư, chuyện lục thiếu du lo lắng đã xảy ra, trưởng lão họ đoạn kia, không có bất cứ một chút do dự nào lập tức thi triển linh hồn công kích. Trong chốc lát, thủ ấn trong tay trưởng lão họ đoạn mạnh mẽ biết hóa, quanh thân xuất hiện một cỗ năng lượng kinh khủng khiến cho tim đập nhanh. Bị năng lượng kinh khủng này công kích, Lục Thiếu Du cảm thấy trong đầu vô cùng khó chịu, một cỗ lực lượng áp chế vô hình đang đè nén linh hồn của hắn. Trong mi tâm trưởng lão họ Đoạn kia đột nhiên có một đạo bạch quang bắn ra, tốc độ giống như thiểm điện, vô cùng nhanh chóng khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Đạo bạch quang này xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian đột nhiên bị đình trệ, bạch quang chói mắt này bắn tới trước người Lục Thiếu Du. "Lão đại, để để đối phó với hắn." ngay khi đạo bạch quang trói mắt kia tới vị trí cách lục thiếu du, mười thước thì trong lòng lục thiếu du, có một đạo quang mang màu vàng trong nháy mắt bắn ra. Ngao! Một tiếng rít gào lớn đột nhiên vang lên. Đồng thời thân ảnh tiểu long xuất hiện, trên đầu nó, con mắt thứ ba hiện lên, một cỗ kim quang trong mắt bắn ra. Đạo bạch quang kia đột nhiên dừng lại, dường như trong kim quang này có một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Đạo bạch quang trói mắt vô hình bị đạo kim quang này, ngăn cản không cho tiến tới phía trước. Tiếp theo, một màn vô cùng quỷ dị xuất hiện, đạo bạch quang chói mắt chừng trăm thức kia bị Tiểu Long thôn phệ vào bên trong con mắt thứ ba. Đồng thời thân thể Tiểu Long nhanh chóng bành trướng. Trong con mắt thứ ba kim quang, quanh quẩn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng trực tiếp công kích trưởng lão họ Đoạn. Sư, lưu quang bắn về phía trước mang theo cỗ khí tức đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Khí tức này khiến tim người ta đập nhanh, phảng phất như ngay cả linh hồn cũng kinh hãi xuất hiện, khiến sắc mặt trưởng lão họ Đoạn kia đại biến tốc độ của lưu quang này thực sự quá nhanh khi đạo lưu quang bắn tới trước người trưởng lão họ đoạn vị trưởng lão này căn bản chưa kịp thối lui thì một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chung quanh khiến cho hắn không thể nhúc nhích bị lưu quang bao phủ làm cho ánh mắt hắn cũng dại ra trong đầu hắn lúc này chỉ có hắn mới biết được một cỗ lực lượng kinh khủng đang đè ép linh hồn hắn không ngừng phá hủy linh hồn lực của hắn mà lúc này linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng bại trận tới lúc này lục thiếu du đã sớm hồi phục tinh thần lại vừa rồi cũng không phải hắn không có biện pháp đối phó chỉ là tiểu long đã muốn động thủ thì hắn cũng không phải xuất thủ nữa lục thiếu du cũng muốn biết thực lực tiểu long đã tới bước nào rồi đặc biệt là từ đạo công kích bằng kim quang trong con mắt thứ ba của tiểu long lục thiếu du đã nhìn ra được vài thứ dường như đây là công kích thiên phú của tiểu long uy lực vô cùng cường hãn trong đầu trưởng lão họ đoạn lúc này vô cùng nặng nề hắn tuy rằng là linh tướng cửu trọng lúc này linh hồn lực của hắn căn bản không thể chống lại sự xâm nhập của lưu quang kia, một cỗ lưu quang này quá mức quỷ dị, áp chế khiến cho hắn không thể nhúc nhích rồi nhanh chóng đánh tới hồn đan của hắn. Trên hồn đan lúc này nhanh chóng xoay tròn, một cỗ lực lượng nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài, ngăn cản thế như trẻ tre của đạo lưu quang kia. Nhìn thấy trưởng lão họ đoạn dạy ra, lục thiếu du khẽ cao mày, ánh mắt nhíu lại, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh lục thiếu du, như quỷ mị xuất hiện thì đã tới trước người vị trưởng lão họ đoạn đang dại ra kia thủ ấn trong tay được kết, một cỗ linh lực trong nháy mắt tụ tập, năng lượng kinh khủng khiến cho không gian gấp khúc xuất hiện. Trong sát na trong tay Lục Thiếu Du có một đạo quang mang màu đỏ được ngưng tụ, không gian lắc lư, tiếng gió rít gào vang lên không ngưng. Đao hồn quang nhận, quang mang trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được đánh về phía trước, như một đường vong cung hoa mỹ tạo thành từng đạo tàn ảnh, lại giống như trăng tàn cắt ngang qua hư không trực tiếp khiến cho không gian rung động. Đao mang mang theo một đám tàn ảnh, như lưu tinh trực tiếp chém vào trong mi tâm vị trưởng lão họ đoạn lúc này hai mắt vị trưởng lão họ đoạn vẫn còn dại ra hoàn toàn mặc kệ công kích của lục thiếu du đạo mang mang theo lực lượng kinh khủng cùng với khí thế sắc bén cắt ngang không gian rồi trực tiếp biến mất trong mi tâm vị trưởng lão họ đoạn hồn đan trong đầu vị trưởng lão họ đoạn kia vô pháp ngăn cản lưu quang trong đầu đột nhiên lúc này có một đạo quang mang đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn trực tiếp bổ vào hồn đan phanh phanh tiếng nổ vang như sấm sét vang lên trong đầu vị trưởng lão họ đoạn này hồn đan bị nghiền nát, kinh khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra, khiến cho không gian trong đầu hoàn toàn bị phá hủy. Khục khục, bên ngoài, trong miệng trưởng lão họ Đoạn đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ. Ánh mắt hắn kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du và Tiểu Long rồi biến mất, thân thể uể oải ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn bị diệt. Lão đại, không cần huynh xuất thủ đệ cũng có thể đánh chết hắn rồi. Thân thể to lớn của Tiểu Long thu nhỏ lại, lập tức đáp xuống vai Lục Thiếu Du, chúng ta cần thời gian, tốc chiến tốc thắng, chỉ là... Đáng tiếc. Chương 732, giết đối đường 1. T đối đường. 1. Lục Thiếu Du nhìn vào thi thể trưởng lão họ đoạn này, quả thực vô cùng đáng tiếc. Nếu như có thể để cho hắn thôn vệ vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn. Quả thực vô cùng đáng tiếc. a à, gỡ xuống chiếc nhẫn chữ vật trên tay linh tướng cửu trọng này, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Trên sân rộng, tiếng giết chóc từ bốn phía vang lên. Thanh âm bạo liệt không dứt bên tai, người vốn trước đó là đồng môn đệ tử thì lúc này cũng hạ thủ không có chút lưu tình nào có thể đây chính là bản tính của con người ở một chỗ trên sân rộng dưới một cỗ khí tức cuồng bạo có hai đạo thân ảnh đang bị bảy đạo thân ảnh bao vây trong vòng công kích này không gian quanh người lộc sơn lão nhân lắc lư một đạo công kích trong tay khiến cho không gian trong nháy mắt như động lại cuối cùng nhanh chóng đánh về phía đối đường phanh phanh trước người đối đường một cỗ chân khí phô thiên cái địa bạo phát ra trong nháy mắt chống lại một quyền của Lộc Sơn lão nhân. Dưới một quyền này không gian bốn phía không ngừng lắc lư. Bước tiến của bảy người cũng dừng lại một chút, thế nhưng thủy Trung vẫn không thể đột phá được. Ha ha, tàn trận này quả thực có chút quỷ dị nha. Lộc Sơn lão nhân khẽ cười nói, hai vị cung phụ, tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta vẫn còn có chuyện khác cần làm. Thanh âm của Lục Thiếu Du nhanh chóng vang lên, rồi thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện ở trên sân rộng. Ánh mắt hắn nhìn đám người đối đường tạo thành trận pháp cũng có chút kinh ngạc trận pháp này dưới sự phối hợp của bảy người uy lực tăng cường gấp mấy lần quả thực có chút kỳ diệu quỷ vũ tông trung quy cũng không phải thế lực bình thường thủ đoạn trong tông cũng không ít ha ha không thành vấn đề phá trận thôi lộc sơn lão nhân hét lớn một tiếng trong nháy mắt thủ ấn được kết một đạo trưởng ấn mang theo lực lượng khổng lồ giống như phô thiên cái địa trong nháy mắt đánh về phía đối đường dưới lực lượng cường hãn không gian trong nháy mắt bị đè nén phá cho ta Lúc này Thanh Hỏa lão quỷ cũng hét lên một tiếng, vẻ mặt bừng bừng, chân khí bạo phát. Đồng thời một cỗ năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra không trung. Một đạo quang trụ bằng hỏa diễm chừng vài trăm thước mang theo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Hai cỗ lực lượng này, đều vô cùng kinh khủng tức thì đánh vào thất tinh thất sát trận của bảy người đối đường. Phanh phanh, hai đạo lực lượng công kích đồng thời đánh vào trong trận. Kình phong kinh khủng giống như phô thiên cái địa bạo phát ra. Lực lượng kinh khủng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người bước tiến của bảy người trong trận dừng lại, không gian xung quanh vạn vẹo kịch liệt. Két két, không gian bao phủ bảy người xuất hiện hiện tượng dạn nứt. Đây hoàn toàn là bị Lộc Sơn, lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ lấy một phương thức mạnh mẽ mà phá trận, dưới lực lượng tuyệt đối, bất luận một trận pháp nào cũng khó có thể chống đỡ. Khục khục, bảy người hầu như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Trên sân rộng, lúc này mảnh sân rộng sớm bị kình khí dư ba phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Trên mặt đất có những cái khe không ngừng kéo dài, khắp mặt. Đất lúc này bỗng nhiên run rẩy. Chu vi mấy nghìn thước chung quanh quảng trường, và ngay cả những tảng đá phía xa xa đều nổ vang một tiếng rồi biến thành bụi phấn. Đất đã bay tứ tung, bụi mù tràn ngập thiên địa. Còn có không ít đệ tử quỷ vũ tông dưới dư ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh chết. Một kích do hai người lộc sơn lão nhân và thanh hỏa lão quỷ, những người ở đây không có ai có thể chống lại. Phanh phanh, bảy đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng về phía sau vài trăm thước, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ra, vô cùng thê thảm. Khục khục, bảy người này rơi xuống mặt đất lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. May mà còn có chút hơi thở. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du đi tới bên người linh tướng, Lục Trọng và linh tướng tứ trọng kia. Cả đám người hấp hối, cũng may mà còn một hơi thở cuối cùng. Vừa rồi đánh chết một linh tướng cửu trọng, Lục Thiếu Du đã rất tiếc nuối cho nên lần này hắn cũng không muốn Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ đánh chết hết hiện tại hắn thiếu nhất đó chính là linh tướng để thôn phệ. Sư sư, Lục Thiếu Du đánh ra mấy đạo chỉ ấn trên người hai tên linh tướng ngay lập tức, chỉ cần hai người tạm thời không chết là hắn có thể thôn phệ. Khục khục. Cách Lục Thiếu Du không xa, Đối Đường khẽ nhúc nhích, cố gắng đứng lên. Đối Đường, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh Đối Cương Tử xuất hiện trước mặt Đối Đường. Đối Cương Tử, ngươi muốn gì? Muốn giết ta sao? Cha sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Đối Đường trắng bệch, Ánh mắt nhìn vào đối cương tử rồi nói, "Điều này không cần ngươi lo. Lão bất tử kia luôn xem thường ta, vậy thì ngay cả hắn ta cũng giết. Hai người các ngươi đều đáng chết, ta sẽ giết hết các ngươi." Đối cương tử nói. "Đối cương tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi. Ta biết ngươi mơ ước chức vị tông chủ từ lâu, ngươi không cần phải làm vậy." Đối đường nhìn đối cương tử, trong mắt hiện lên sự thê lương. Ánh mắt bất đắc dĩ kia lại nhìn sang Lục thiếu du cách đó không xa. Tuy rằng hắn không biết đối cương tử đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tới lúc này, hắn mơ hồ có thể cảm giác được việc này tuyệt đối có quan hệ tới Phi Linh môn, hắn lạnh nhạt nói, "Lục Thiếu Du, tất cả chuyện này có liên quan tới ngươi đúng không? Ta đã quá coi thường ngươi, không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay một tiểu bối." Ha ha. "Đối đường, ngại quá, ta không nên nói chuyện của ngươi cho đối phó tông chủ, thế nhưng điều kiện của đối phó tông chủ so với ngươi còn cao hơn." Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn đối đường trong lòng lúc này ít nhiều cũng có chút chột dạ. Đối đường cũng coi như là bá chủ một phương, không ngờ lại thua trong tay đệ đệ mình, chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới việc này. Đối tông chủ, hiện tại là lúc ngươi nên động thủ, giết đối đường sau này ngươi chính là tông chủ duy nhất trên Quỷ Vũ Tông, toàn bộ Quỷ Vũ Tông là của ngươi. Lục Thiếu Du nhìn về phía Đối Cương Tử rồi nói, "Sau này Quỷ Vũ Tông là của ta." Đối Cương Tử lẩm bẩm nói, ánh mắt mang theo sát ý chậm rãi nhìn vào trên người Đối Đường. "Đối tông chủ, Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu như không phải vận khí của ngươi tốt thì hiện, tại ngươi đã chết. Những giàn vặt mà ngươi phải chịu, sự áp chế mấy năm nay ngươi phải nhận, hiện tại đã tới lúc báo thù rồi. Lục thiếu du nhàn nhạt châm thêm dầu. Nghe lục thiếu du nói vậy, sát ý trong mắt đới cương tử càng đậm, chân khí quanh người bùng ra. Lúc này đới đường đã không còn sức phản kháng nữa. Đới cương tử, tên ngu ngốc này, một tên ngu ngốc chân chính A, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. Phanh lời còn chưa dứt, một trưởng của đối cương tử chụp tới, không gian co rút rồi trong nháy mắt nổ tung. Đối đường bị đánh chết ngay lập tức, thân thể mềm oặt nằm ở trên mặt đất. Chương 733, giết đối đường 2. Tê đối đường 2, mọi người dừng tay, đối đường đã chết, kẻ nào còn phản kháng nữa giết không tha. Đối cương tử lăng không mà đứng ở trên bầu trời, trong tay sách lấy thi thể của đối đường. Phanh phanh, trên ngọn núi, đám người của đối đường nhìn nhau lập tức ngừng cuộc chiến và hạ binh khí xuống. Đối đường đã chết, cho dù bọn họ chiếm được Thế Thượng Phong và cho dù liều mạng hơn nữa cũng là vô ích. Đối tông chủ, ở đây giao cho ngươi." Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ vui mừng. Ánh mắt ý bảo Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, ngay lập tức ba người đi về phía sau hậu sơn. Phanh phanh, dưới sườn núi, thanh âm bạo liệt vang lên không dứt khiến cho toàn bộ ngọn núi rung động. Trong hắc mang khắp bầu trời kia, không gian liên tục rung động, giống như tùy thời sẽ nổ tung vậy đông vô mệnh lão phu sẽ không bỏ qua cho ngươi bên trong hắc vụ âm thanh già nua rít gào đột nhiên toàn bộ hắc vụ bành trướng một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện đám khói độc màu đen đậm đặc lúc này đang giãn ra tỏa ra mùi vị khó ngửi năng lượng ba động kịch liệt khiến cho tim người ta đập nhanh không ngớt dường như người ở bên trong đang ngưng tụ một đạo công kích mạnh mẽ gì đó cảm nhận được chuyện này sắc mặt đông vô mệnh trầm xuống hắn đương nhiên có thể biết được những thứ xảy ra trong khói độc của mình Đối lão quỷ bên trong đã dùng toàn lực, khói độc của hắn không thể vây khốn đối lão quỷ được bao lâu nữa. Phanh phanh, từ phía bên trong khói độc đột nhiên có một tiếng nổ tung vang lên, tức thì khói độc giống như sóng lớn bắn ra chung quanh. Không gian rung động kịch liệt, năng lượng kinh khủng như một cơn lốc bắn ra bốn phía. Toàn bộ ngọn núi theo đó mà lắc lư, giống như có một cơn địa chấn vừa quét qua vậy. Sư, khói độc lan tỏa, theo đó có một đạo thân ảnh phóng lên cao, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng rực, vóc người cao gầy, tuổi tác chừng thất tuần. Nếp nhăn trên mặt khá nhiều. Sắc mặt người này lúc này cực kỳ xấu xí, hàn ý từ trong đôi mắt bắn ra khiến cho người đối diện với hắn phải cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đối Hồ Huy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người này, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ngẩng đầu nói, "Đông Vô Mệnh, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi lại tới Quỷ Vũ Tông ta gây sự, rốt cuộc ngươi có ý gì?" Lão giả này nhìn thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói, ánh mắt vô cùng tức giận, là nhi tử của ngươi muốn ta tới đối phó với ngươi chuyện này cũng không liên quan tới ngươi a à. chỉ có thể trách ngươi sinh ra một người con tốt mà thôi linh lực quanh người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh run lên áo choàng trên người bị chấn nát lộ ra ánh mắt âm trầm kia tốt hay cho một đông vô mệnh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ánh mắt đới lão quỷ tỏa ra sát ý lành lạnh không gian quanh người lắc lư lúc này có thể thấy được hắn đã vô cùng tức giận ánh mắt đông vô mệnh nhìn về phía trước trong lòng thầm mắng lục thiếu du một mình hắn căn bản rất khó đánh chết đới lão quỷ này nếu đối phương muốn chạy trốn hắn căn bản là khó có thể ngăn lại được nữ cường giả theo lời lục thiếu du cũng không có hiện thân bốn phía trong tâm thần của hắn cũng không có cường giả nào ẩn giấu chỉ là lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lại cảm thấy có chút kỳ quái bởi lão thấy con chuột nhỏ màu trắng trên vai lục thiếu du lại đang lười biến ngồi trên một tảng đá gần đó đông vô mệnh để ta nhìn xem độc công của ngươi đã tới mức nào rồi Ánh mắt đối lão quỷ bắn ra hàn ý, lúc này đối với Đông Vô Mệnh hắn đã hận thấu xương. Chỉ trong nháy mắt bàn tay khẽ động, một đạo hỏa mãng bỗng nhiên hiện ra. Cánh tay run lên đạo hỏa mãng này, hóa thành một đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng cắt ngang không gian bắn về phía Đông Vô Mệnh. Đối lão quỷ động thủ, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng không thấy nữ tử cường giả kia xuất hiện cho nên cũng chỉ có xuất thủ mà thôi. Ánh mắt bắn ra hàn ý, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa trong sát na, một cỗ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng hội tụ, toàn bộ không trung đột nhiên run rẩy. Không trung lúc này đầy rẫy công kích linh hồn, một mảnh khói độc bao phủ quanh người Đông Vô Mệnh. Năng lượng ngập trời và mùi gai mũi kia khiến cho người ta vô cùng khó chịu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trong tay Đông Vô Mệnh được kết. Một đạo hắc mang quỷ dị phân thành hai lao về phía đối lão quỷ. Hắc mang trực tiếp xé rách không gian, một đạo năng cản hỏa quang của đối lão quỷ, một đạo trực tiếp đánh về phía đối lão quỷ vẻ mặt âm lệ của đới lão quỷ càng thêm âm u không gian quanh thân run rẩy trong tay lại xuất hiện một đạo hỏa quang khi hai đạo hỏa quang và hai đạo hắc quang hung hăng va chạm với nhau một cỗ năng lượng rung động nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh Sư! một tiếng xe gió vang lên trong tay đông vô mệnh lúc này có một đạo hắc mang giống như độc xà bắn về phía trước rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến tiếp tục tiến về phía đới lão quỷ khói độc quanh quẩn mang theo mùi gai mũi chỉ bằng cảm giác cũng không khó phát hiện ra bên trong khói độc mơ hồ có công kích bằng linh hồn lực. Đối lão quỷ không dám có chút sơ ý nào, thực lực của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hắn biết, người này tuyệt đối cực kỳ khó chơi. Thủ ấn trong tay trong nháy mắt biến hóa, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng trong nháy mắt hội tụ, rồi hóa thành một đạo hỏa tiễn bắn ra, cuối cùng hung hăng va chạm với đạo hắc mang bằng khói độc kia. Sưu sưu, hai đạo lực lượng va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên thế nhưng lại không có tiếng năng lượng bạo tạc quá mức kịch liệt như trong dự đoán. Chỉ có một cỗ kình khí lặng lẽ khoách tán ra chung quanh. Mà nơi kình khí khoách tán qua, cả không gian lập tức rung động. Kình khí tan dần, thân thể đối lão quỷ bị đẩy lùi. Sắc mặt đại biến, hỏa diễm quanh thân chợt lóe lên rồi biến mất. Lúc này chỉ có bản thân hắn mới biết, đạo công kích của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, có lực lượng quỷ dị lặng lẽ ăn mòn tầng phòng ngự của hắn. Trong đầu hắn lúc này, Mơ Hồ có công kích bằng linh hồn xuyên qua khiến cho trong đầu hắn ong lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể đứng vững lại, sắc mặt đối lão quỷ vô cùng xấu xí. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối, khó hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi lại càng thêm lo lắng. Đối lão quỷ, có lẽ sự tình bên trên đã xong hết rồi. Thanh âm ầm ầm mơ hồ truyền ra từ bên trên đã biến mất cho nên, Đông vô mệnh đoán có lẽ bên trên đã giải quyết xong tất cả. Đông vô mệnh, quỷ vũ tông ta và ngươi rốt cuộc là có thù hận gì, là ai muốn đối phó với quỷ vũ tông ta. Lúc này đới lão quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, rồi nói. Là quỷ vũ tông ngươi muốn đối phó với người khác mà thôi, thế nhưng lại chọc vào ngươi không dây được. Chương 734, liên thủ công kích. Công kích. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Lẽ nào? Sắc mặt đới lão quỷ trầm xuống nói. Phi linh môn, đông vô mệnh, người chính là linh xuất bên trong phi linh môn, chính là ngươi không sai ta đã sớm cảnh cáo quỷ vũ tông ngươi không nên trêu chọc vào phi linh môn thế nhưng quỷ vũ tông ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe tất cả cũng chỉ có thể trách quỷ vũ tông ngươi mà thôi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói phi linh môn nho nhỏ kia tại sao ngươi lại gia nhập đới lão quỷ lập tức thở dài đây là chuyện của ta không liên quan tới ngươi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói đông vô mệnh mặc kệ ra sao chuyện hôm nay tương lai chúng ta sẽ tính tiếp lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đới lão quỷ lạnh nhạt nói. Hừ, đới lão quỷ, ngươi muốn chạy sao? Nghe vậy, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn đi ngươi không ngăn được. Đới lão quỷ phẫn nộ nói một tiếng. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, thân thể lao thẳng về phía sau. Chạy đi đâu? Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía trước đuổi theo. Cánh tay khẽ run lên, một đạo hắc mang nhanh chóng hội tụ khói độc tràn ngập không gian, ngay khi đối lão quỷ chạy trốn, thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đột nhiên thuấn di xuất hiện phía sau hắn, một đạo trảo ấn được ngưng tụ từ trong độc vụ, trực tiếp chộp về phía đối lão quỷ. Trảo ấn sẽ toạc không gian bắn về phía trước mang theo kình khí bằng bạc. Một đường cắt ngang qua hư không khiến cho trong không trung liên tiếp vang lên thanh âm bạo liệt. Bằng vào một tốc độ nhanh như thiểm điện bao phủ ở phía sau đối lão quỷ, không gian to lớn lúc này trực tiếp bị rung lắc vặn vẹo. Đông vô mệnh, ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào mà ngăn cản ta. Đới lão quỷ quay đầu lạnh lùng quát một tiếng. Trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan. Chân khí nóng hừng hực phát, một cỗ năng lượng nóng bỏng tỏa ra không trung, hóa thành một trường ấn khổng lồ bằng hỏa diễm. Chu vi chung quanh trường ấn không gian như lắc lư rồi đột nhiên run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, chảo ấn, trường ấn mang theo tiếng xe gió va chạm với nhau. Mau động thủ. Sư sư. Phía sau núi lúc này có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt hạ xuống chính là ba người lục thiếu du, thanh hỏa lão quỷ, lộc sơn lão nhân. Ba người nhìn thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, và một lão quỷ đang giao thủ trên bầu trời, hai hàng lông mày đều không khỏi nhíu lại. Ba người vừa đáp xuống đúng lúc hai đạo lực lượng, trên không trung ầm ầm va chạm với nhau. Phanh phanh, chảo ấn hắc mang và trường ấn bằng hỏa diễm va chạm tạo ra thanh âm bạo liệt, tiếng xe gió cùng với quang hoa bắn ra bốn phía. Kinh khí cùng bạo tỏa ra chung quanh, không gian giống như sắp bị nghiền nát trong kình khí ngập trời, thân thể đối lão quỷ lập tức lùi về phía sau. Thế nhưng cho dù hắn có lùi nhanh tới mấy vẫn bị hắc vụ do đông vô mệnh, thi triển ra bao phủ. Dường như đông vô mệnh đã sớm tính ra phương hướng hắn định chạy trốn. Chỉ bằng điểm này, cũng không khó nhìn ra thực lực của đông vô mệnh hơn đối lão quỷ một bậc. Đặc biệt là trong đạo công kích này đông vô mệnh đã dùng công kích linh hồn, khiến cho đối lão quỷ cảm thấy khó chịu. Thế nhưng lúc này quanh người đối lão quỷ còn có hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, nếu như đông vô mệnh muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng tí nào. Đối lão quỷ, chúng ta cũng tới giúp vui. Thanh hỏa lão quỷ lạnh lùng cười to một tiếng, áo choàng trên người lập tức bị chấn vỡ. Bàn chân khẽ điểm một cái vào mặt đất, chân khí bùng ra, thân thể tức thì bạo phát, cuối cùng nhanh như thiểm điện, khí tức nóng bỏng từ bàn tay tuôn ra. Thủ ấn biến đổi, một đạo trưởng ấn nóng bỏng đánh, về phía đối lão quỷ đang bị thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, dây dưa. Trước trưởng ấn nóng bỏng này, không gian như gấp khúc kèm theo tiếng xe gió bắn về phía trước. Ha ha, đối lão quỷ, Lộc Sơn ta cũng tới. Áo choàng trên đầu Lộc Sơn lão nhân cũng bị vứt xuống, một cỗ khí tức vô hình xuất hiện. Ngay sau đó, thủ ấn trong tay Lộc Sơn lão nhân biến hóa, một đạo công kích bắn về phía đối lão quỷ, so với công kích của Thanh Hỏa lão quỷ có thể nói là cùng một lúc, không phân trước sau. Lúc này, ba người vô hình trung tạo thành thế tam giác, trực tiếp vây đối lão quỷ vào trong, phong tỏa tất cả đường lui. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, là các ngươi. Nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân một trái một phải công kích mình, sắc mặt đối lão quỷ hiện lên vẻ lo lắng, công kích của hai người này hắn cũng không dám sơ ý, huống chi trước mặt còn có đông vô mệnh. Đối lão quỷ nhanh chóng xuất thủ, hai tay đều kết thủ ấn đánh ra hai đạo quyền ấn. Trong chốc lát bốn đạo lực lượng hung hăng va chạm với nhau. Phanh phanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong bầu trời. Kình phong kinh khủng quét khắp nơi trong thiên địa có một phần của ngọn núi trực tiếp bị dư ba năng lượng này phá hủy, giống như là sơn băng địa liệt vậy. Kinh phong kinh khủng chỉ lướt qua, thân thể hai người thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn. Lão nhân không ngờ lại bị đẩy lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, dường như đã dính ám kình. Mà lúc này, hắc vụ đột nhiên xuất hiện trong không gian. Hắc mang trong tay đông vô mệnh nhân cơ hội bao phủ quanh người đới lão quỷ. Hỏa diễm quanh người đới lão quỷ giống như gặp phải khắc tinh nhanh chóng bị ăn mòn, hỏa diễm dân bị áp chế. Khục khục, Đối lão quỷ lào đảo, khí tức trên người hỗn loạn, rõ ràng dưới công kích kia của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đã bị thương không nhẹ, nhưng bất ngờ thân thể hắn mượn lực lao thẳng về phía Thanh Hỏa lão quỷ. "Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi tránh ra cho ta." Nói xong, đối lão quỷ không có chút do dự, đánh ra một đạo hỏa diễm, một kích toàn lực đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Hỏa diễm nóng bỏng kinh khủng xuất hiện khiến cho toàn bộ không gian vặn vẹo, khí tức kinh khủng ngập trời tỏa ra chung quanh. Thực lực của ba người này trong suy nghĩ của đới lão quỷ thì thanh hỏa lão quỷ là người dễ đối phó nhất bị ba người vây công đại thế của quỷ vũ tông hôm nay đã mất cho nên hắn sinh ra tâm tư chạy trốn vì vậy không chút do dự phóng về phía thanh hỏa lão quỷ làm nơi đột phá hừ khinh thường ta sao thanh hỏa lão quỷ giận dữ tên đới lão quỷ này chọn hắn làm nơi đột phá tương đương với việc cho rằng thực lực của hắn so với lộc sơn lão nhân yếu hơn trong lòng hắn vô cùng giận dữ một cỗ lực lượng ngập trời bạo phát Sưu sưu, thanh hỏa lão quỷ ngưng tụ một đạo trưởng ấn hơn nghìn thước trong không gian, khí tức nóng bỏng phóng lên cao, năng lượng ba động kịch liệt mang theo hỏa diễm khiến cho không gian rung động. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, công kích bằng hỏa diễm của hai người nhanh chóng va chạm với nhau, toàn bộ không gian lùng lay như sắp sập. Chương 735, Bạch Linh xuất thủ, 1. Linh xuất thủ. Một thực lực hai người này đều rất mạnh. Ngẩng đầu nhìn vào hai người giao thủ trên bầu trời, trong lòng Lục Thiếu Du rung động thực lực của hắn tuy rằng vẫn đang không ngừng tiến bộ, thế nhưng so với mấy người này rõ ràng vẫn vô cùng yếu, hắn vẫn còn kém qua xa. Thanh hỏa lão quỷ, ngươi đừng để hắn chạy. Lộc sơn lão nhân hét lớn một tiếng. Đới lão quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lúc này cũng lao thẳng về phía đới lão quỷ. Phanh phanh. Mà lúc này công kích của hai người đới lão quỷ và thanh hỏa lão quỷ va chạm với nhau, khiến cho không gian ầm ầm rung động, gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Không gian rung động kịch liệt tới mức biến dạng, tỏa ra khí tức nóng bỏng giống như một quả bom nổ tung. Phanh phanh. Kình khí nóng bỏng ùa về bốn phía, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, lúc này thân thể Thanh Hỏa lão quỷ trực tiếp bị đánh bay. Khục khục. Thanh Hỏa lão quỷ phun ra một ngụm máu, thân thể trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Thực lực của đới lão quỷ hơn xa hắn. Hắn và Lộc Sơn lão nhân liên thủ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút, thế nhưng lúc này đới lão quỷ toàn lực công kích một mình hắn thực lực của hắn không thể chống lại được. Đới lão quỷ, ngươi trốn không thoát đâu. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, và Lộc Sơn lão nhân nhanh như thiểm điện phong tỏa trước người đới lão quỷ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sao dám để cho đới lão quỷ chạy trốn cơ chứ? Sư sư, sư sư. Trong nháy mắt, người đạo trảo ấn trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bắn ra, nhanh chóng phong tỏa không trung trước người đới lão quỷ. Khắc khắc. Đông vô mệnh, ngươi nghĩ rằng ta muốn chạy sao? Trước tiên phế một người xem ngươi có thể làm gì được ta?" Đối lão quỷ đột nhiên xoay người, không đột phá vòng vây, như trong dự liệu của mọi người mà ánh mắt không biết khi nào đã nhìn vào Lục Thiếu Du, phía dưới, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện. Năm ngón tay uốn lượn thân thể lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, đồng thời một đạo chảo ấn trực tiếp đánh xuống Lục Thiếu Du. "Tiểu tử, ngươi cẩn thận." Đối lão quỷ, đối phó với một vũ tướng thì có bản lĩnh gì? Sắc mặt Đông vô mệnh đại biến miệng hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lao thẳng về phía đới lão quỷ. sắc mặt lộc sơn lão nhân thanh hỏa lão quỷ cũng trầm xuống, chân khí trên người bạo phát, thân thể lập tức lao đi. sưu. thế nhưng lúc này ba người đã không kịp ngăn cản, tốc độ của đới lão quỷ cũng tuyệt đối không chậm. lộc sơn lão nhân vốn không bằng đới lão quỷ, thanh hỏa lão quỷ đã thụ thương thì không cần phải nói. đồng vô mệnh tuy rằng thực lực áp chế đới lão quỷ một bậc thế nhưng muốn đối phó với đới lão quỷ cũng không phải là chuyện dễ dàng tiểu tử xem ra người đối với đông vô mệnh rất quan trọng nha qua đây cho ta chào ấn phá không mà tới không gian chấn động một cỗ lực lượng cuồng bạo mang theo tiếng xe gió trực tiếp bắn tới trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh lục thiếu du không gian chung quanh lục thiếu du lúc này đã bị phong tỏa muốn chạy trốn cũng không có khả năng cường giả vũ xuất đặc biệt là cường giả vũ xuất đã đạt tới cửu trọng như đới lão quỷ này đối với không gian đã nắm trong tay tới trình độ nhất định phong tỏa không gian lục thiếu du tự biết bản thân hắn trừ khi cũng có thực lực này bằng không căn bản không thể chạy ra chỉ là lúc này lục thiếu du cũng không có ý định chạy trốn khóe miệng hắn khẽ mỉm cười trong mắt có một cỗ hàn ý tràn ngập trên vai lục thiếu du lúc này tiểu long lắc lư cái đầu đôi mắt nhỏ khẽ chớp một cái căn bản cũng không có ý sẽ đối phó với đới lão quỷ kia nói thì chậm nhưng thực tế thì rất nhanh chảo ấn phá không đánh xuống mang theo thanh âm bạo liệt trầm thấp. Lục Thiếu Du đã có thể cảm giác được kình phong sắc bén trước người hắn. Mà lúc này, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và hai lão quỷ cũng cực kỳ lo lắng. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh thì lo lắng phát ra từ nội tâm. Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ lo lắng đối với Lục Thiếu Du, vì sự tình độc đan, vì vậy Lục Thiếu Du không thể gặp chuyện không may. Có ta ở đây ngươi không thể làm thương tổn hắn cho dù chỉ là một sợi tóc. Ngay lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên vô cùng quỷ dị hiện lên trước người Lục Thiếu Du. Bạch quang chợt lóe, một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh màu trắng này yểu điệu vô song, quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lùng, rồi lại tuyệt mỹ như vậy. Phảng phất như cả thiên địa cũng vì nàng mà động lòng. Vẻ mặt mang theo vẻ lạnh lùng như cự tuyệt ngoài ngàn dặm, vẻ lạnh lùng uy nghiêm này càng khiến cho người ta chú ý. Thân ảnh xuất hiện không có một chút dừng lại nào, cánh tay dương lên khẽ đánh ra một đạo trường ấn. Cấp độ ra trưởng nhìn như chậm chạm thế nhưng lại giống như một chiếc bánh xe đang xoay tròn, có cảm giác như bánh xe đang chuyển động chậm, thế nhưng trên thực tế tốc độ của nó đã vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt trưởng ấn phóng lên cao xuyên qua không trung kéo theo tiếng xe gió vang vọng, đồng thời trưởng ấn này trực tiếp đánh vào trào ấn của đối lão quỷ. Tất cả chỉ trong nháy mắt, hai đạo lực lượng va chạm, đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời tăng vọt. Hai đạo lực lượng va chạm khiến cho âm thanh bạo liệt vang vọng không trung, đồng thời lực lượng va chạm tạo ra từng đạo lưu quang chói mắt bắn ra bốn phía sư. Lực lượng va chạm không tạo thành âm thanh quá lớn, thế nhưng kình khí cuồng bạo giống như một cốc lốc quét ngang bốn phía. Một kích tùy ý của thân ảnh tuyệt mỹ kia không ngờ lại có thực lực đáng sợ tới như vậy. Khục khục, giữa không trung, thân thể đối lão quỷ trực tiếp bị đẩy lùi, bởi một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống thân thể, thực lực của đối phương hơn xa hắn. Yêu khí, yêu thú thất giai. Thân thể bị đẩy lui, đồng thời sắc mặt đối lão quỷ trong nháy mắt kinh hãi nữ tử tuyệt mỹ vừa rồi mới xuất thủ kia quanh thân có một cỗ khí tức cường hãn, đương nhiên hắn không khó để nhận ra đây là một cỗ yêu khí. Đối phương cũng không phải là nhân loại mà là yêu thú, có thể biến ảo thành hình dạng nhân loại chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm, được, không ngờ lại là yêu thú thất giai. Biến cố vừa rồi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, thanh hỏa lão quỷ. Và Lộc Sơn lão nhân cũng chú ý, con chuột trắng nhỏ thoạt nhìn không giống yêu thú, trên mặt đất khi trước lúc này lại hóa thành hình người, Điều này chỉ có yêu thú thất giai mới có thể làm được. Lúc này, mặc kệ là đối lão quỷ hay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đám người Lộc Sơn lão nhân đều vô cùng kinh hãi. Thảo nào Lục Thiếu Du vẫn bình tĩnh như vậy. Hóa ra bên người hắn có yêu thú thất giai. Yêu thú thất giai thực lực giống như vũ vương, đối phó với đối lão quỷ tự nhiên vô cùng dễ dàng. Đông lão, nhanh liên thủ đánh chết đối lão quỷ." Lục Thiếu Du nói. Chương 736, Bạch Linh xuất thủ 2. Ch Linh xuất thủ Hai biết rồi. Thôi hồn độc xuất Đông vô mệnh thu hồi vẻ kinh ngạc trong mắt, nói xong thân thể lập tức bắn về phía trước, đồng thời một cỗ hắc vụ từ trong tay tuôn ra. Trong hắc vụ có một mùi gai mũi tỏa ra bốn phía. Linh lực cuồn cuộn, uy thế quanh người tăng mạnh, đột nhiên trong mi tâm có một cỗ quang mang chói mắt bắn vào trong hắc mang. Phi phi. Lúc này hắc vụ nồng nặc phía trước, đột nhiên ngưng tụ hóa thành một đầu cự mãng hắc sắc chừng 600 thước, giống như một đầu hắc long khổng lồ. Không gian chung quanh đầu hắc mãng này lắc lư quanh thân hắc mãng có ngàn vạn hắc ti, hắc ti xuyên thấu qua không gian, rồi một cỗ lực lượng chấn nhiếp tinh thần nhanh chóng hội tụ. Linh hồn công kích. Lục Thiếu Du nhíu mày. Lúc này uy thế của linh hồn ngưng vật đã tuyệt đối vô cùng kinh khủng, trong linh hồn công kích này dường như còn chứa kịch độc. Phì phì, hắc mãng rít gào mang theo uy thế kinh người trong nháy mắt lao thẳng về phía đối lão quỷ. Linh hồn lực bàng bạc từ trong người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh bạo phát ra, thủ ấn lập tức biến hóa, trực tiếp đem năng lượng linh hồn lực tiến vào trong đầu hắc mãng khổng lồ kia. Hắc mãng rít gào, thân thể cao lớn bắn ra, tạo thành một chiếc lưới bằng linh hồn khổng lồ bao phủ không gian chừng 2.000 thước. Chiếc lưới bằng linh hồn này trực tiếp bao phủ không gian chung quanh đối lão quỷ. Chiếc lưới này vừa mới bao phủ thân thể đới lão quỷ thì gặp phải hỏa diễm chung quanh người đới lão quỷ, tức thì từng âm hưởng vang vọng không trung. Linh hồn công kích chính là công kích mạnh nhất của linh giả, bình thường sẽ không quản ngươi có thực lực mạnh bao nhiêu mà trực tiếp tạo thành công kích đối với linh hồn của ngươi. Vì vậy những vũ giả bình thường cũng không dám trêu vào linh giả, cho dù có trêu vào cũng trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất cận chiến chế phục linh giả, không cho linh giả có thời gian thi triển linh hồn công kích. Dưới công kích linh hồn của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, vẻ mặt đới lão quỷ mang theo sự ngưng trọng cùng với kinh hoàng, thân thể vội vàng lùi lại, thế nhưng cho dù hắn lùi thế nào trước lưới bằng linh hồn lực kia, như hình với bóng luôn bao phủ không gian chung quanh hắn dần dần trong đầu hắn đã có linh hồn lực vô thanh vô tức xâm nhập vào. Sắc mặt đối lão quỷ trầm xuống, thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra. Một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng được hình thành. Chỉ trong nháy mắt năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ được ngưng tụ trong không trung, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo mãnh liệt. "Phá cho ta." Đối lão quỷ lớn tiếng nói, thủ ấn đánh ra, năng lượng thuộc tính hỏa khổng lồ trong không gian đột nhiên khuếch tán. Tốc độ giống như thiểm điện nhanh chóng bắn về tấm lưới, bằng linh hồn lực của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, ngưng tụ ra. Hai cỗ năng lượng kinh người trong nháy mắt va chạm, cỗ năng lượng thuộc tính hỏa kia hóa thành hỏa diễm ngập trời khoét tán, trong hư không tạo thành âm hưởng bạo liệt. Toàn bộ không gian xuất hiện từng đám sương mù trắng, nhiệt độ kinh khủng này khiến cho người ta hoảng sợ. Khi hai cỗ lực lượng bàng bạc đan xen với nhau, hắc mãng trong hỏa diễm ngập trời không ngừng rít gào, hỏa diễm dây dưa với hắc mãng. Ngao! Một tiếng thú giống vang lên, thanh âm này giống như sói giống, trong ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được của thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân thân thể bạch linh hóa thành một đầu yêu thú có thân thể khổng lồ xuất hiện trong không trung thể tích của đầu yêu thú này chừng hơn một nghìn thước giống như một ngọn núi lớn bộ lông trắng như tuyết quanh thân có quang mang bạch sắc quanh quẩn phía sau có sáu cái đuôi dài chừng vài trăm thước đang đánh ra từng đạo kình phong sắc bén cử ví yêu hồ là cử ví yêu hồ ánh mắt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn vào bản thể của bạch linh vẻ mặt lập tức hoảng hốt, sắc mặt thanh hỏa lão quỷ và lộc sơn lão nhân càng thêm kinh ngạc. Loại yêu thú như cửu vĩ yêu hồ không phải nơi nào cũng có. Bạch Linh khôi phục lại bản thể, kình phong vô tận từ trong cơ thể bạo phát ra khiến cho toàn bộ không gian run rẩy. Thân thể mang theo uy thế tuyệt đối không có một chút đình trệ nào trực tiếp lao thẳng về phía đối lão quỷ. Thân ảnh khổng lồ nhanh như thiểm điện mơ hồ lộ ra uy năng khiến cho ngay cả không gian cũng phải vạn vẹo, không khí chung quanh không ngừng bạo động, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên. Chết đi! Nói xong, hai mắt Bạch Linh bắn ra hàn ý sáu cái đuôi phía sau giống như Linh xà xuất động đánh về phía trước. Sư sư! Sáu cái đuôi lớn trên bản thể Bạch Linh, xuyên thấu qua hắc mang và hỏa diễm mang theo lực lượng sắc bén vây khốn đới lão quỷ, vào bên trong. Không gian thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và đới lão quỷ giao chiến chỉ sợ, cũng chỉ có Bạch Linh, mới dám tới gần. Là cử vĩ yêu hồ! Sắc mặt đới lão quỷ biến đổi, cử vĩ yêu hồ trong đám yêu thú được coi là vương giả cho dù là mấy tộc đàn có huyết mạch đỉnh cấp kia so với cửu vĩ yêu hồ, cũng không đáng tính đến. Lúc này bản thân gặp phải cửu vĩ yêu hồ, đối lão quỷ không khỏi hít sâu một hơi. Chống lại thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, đối lão quỷ đã miễn cưỡng rồi, trong đầu hắn đang phải thừa nhận linh hồn công kích khiến cho hắn càng thêm cật lực. Giờ lại bị bạch linh công kích, sáu cái đuôi lớn xuyên qua hỏa diễm trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh hắn, bạch quang trên sáu cái đuôi lóe lên khiến hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Sư, một cái đuôi run lên, lực lượng bàng bạc xuyên qua không gian trực tiếp đánh vào trên người đối lão quỷ. Khục khục. Dưới sự công kích của cỗ lực lượng mạnh mẽ này, hộ thân cương khí bằng hỏa diễm quanh người đối, lão quỷ nứt nẻ đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Sư, lại một cái đuôi khác trên bản thể của Bạch Linh, giống như độc xà từ trong không trung trực tiếp quay lại, tiếp tục đánh vào trên người đối lão quỷ. Tốc độ quá nhanh, mà đối lão quỷ lại bị linh hồn công kích của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vây khốn, căn bản không thể né tránh. Cái đuôi của Bạch Linh lần thứ hai xuyên qua không gian trong chớp mắt bạch quang run lên lập tức hung hăng đánh vào trên người đối lão quỷ phanh khục khục thân thể đối lão quỷ bị chấn động cực mạnh miệng phun ra một ngụm máu cỗ lực lượng khổng lồ này quá mức mạnh mẽ khiến cho hắn không thể chống lại được Sư sư sư, bốn tiếng xe gió vang vọng bốn cái đuôi còn lại của bạch linh bắn thẳng về phía đối lão quỷ lực lượng trên mỗi cái đuôi khiến cho đối lão quỷ lúc này không khỏi sợ hãi đây là loại cảm giác sợ hãi trước tử vong Giết một vũ xuất cửu trọng tuyệt đối vô cùng khó khăn. Thế nhưng lúc này bốn cái đuôi khổng lồ hung hăng đánh xuống, khí tức tử vong nhanh chóng bao phủ xung quanh thân thể đới lão quỷ. Phanh phanh, bốn thanh âm bạo liệt vang lên, bởi bốn cỗ lực lượng đánh vào trong cơ thể đới lão quỷ. Lúc này đới lão quỷ hoàn toàn không có lực chống lại, đan điền trong cơ thể trực tiếp bị vỡ, cảm giác đau đớn tràn ngập, thân thể bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Chương 737 Giết đới lão quỷ tê đới lão quỷ khục khục máu tươi phun ra mang theo nội tạng bị nghiền nát thân thể đới lão quỷ nhanh chóng rơi xuống từ không trung mà lúc này hắc mãng do thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hóa thành cũng lập tức chuyển thành một đạo lưu quang hắc sắc mang theo khí tức khiến tim đập nhanh bắn vào trong mi tâm đới lão quỷ phanh phanh cùng với linh hồn công kích lúc này đới lão quỷ căn bản không thể phản kháng thân thể từ trên cao đập xuống một khối đá lớn trên mặt đất khối đá chừng trăm thước trên mặt đất lập tức hóa thành cho tràn lúc này đới lão quỷ không muốn chết thì cũng phải chết có thể chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có kết cục này lão đại đới lão quỷ này đã chết thân thể tiểu long đứng thẳng đôi mắt nho nhỏ nhìn vào trên người đới lão quỷ rồi nói lục thiếu du ngạc nhiên một vũ xuất cửu trọng cứ như vậy mà chết đi mà đại chiến vừa rồi cũng khiến cho hắn kinh hãi đồng vô mệnh và bạch linh liên thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng vô hình chung có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau một người công kích cơ thể một người công kích linh hồn khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, cũng vô pháp chống lại. Thực lực hai người vốn cường hãn hơn đối phương, vừa rồi Lục Thiếu Du cũng cảm giác được, lão độc vật và Bạch Linh Liên thủ, uy lực tạo ra tăng gấp mấy lần, cho nên đối lão quỷ kia mới không kịp phản kháng mà đã bị đánh chết. Trong đầu Lục Thiếu Du lúc này đang không ngừng suy nghĩ, không biết linh vũ phối hợp của hắn liệu có hiệu quả như vậy không? Đây cũng là một cách phối hợp khác, cách này lại không giống như cách hắn thường dùng ban đầu, điều này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ lại thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đáp xuống bên người thi thể của đới lão quỷ ánh mắt có chút biến đổi muốn một vũ xuất chết đi quả thực không hề dễ dàng gì bên trên thế nào rồi thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tới bên người lục thiếu du rồi hỏi tất cả đã giải quyết không có trở ngại gì lục thiếu du nói hai hàng lông mày lập tức nhíu lại rồi nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thanh hỏa lão quỷ lộc sơn lão nhân đông lão mọi người về trấn thủ phi linh môn đi có lẽ ta sẽ về muộn một chút hiện tại phi linh môn rất cần người chấn thủ, không thể lơ là một phút một giây nào. vậy ngươi cẩn thận một chút. thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. ánh mắt lúc này đã rơi vào trên người bạch linh, ánh mắt mơ hồ có chút nghi hoặc. thực lực bạch linh rất mạnh không dưới hắn, thế nhưng hắn cũng cảm giác được yêu thú thất giai cử vĩ yêu hồ này dường như so với những yêu thú thất giai khác yếu hơn một chút, cũng chưa chân chính đạt được thực lực như thất giai bình thường. thầm than một tiếng trong lòng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cho rằng bạch linh ẩn tàng thực lực dù sao đi nữa chỉ cần đánh chết đới lão quỷ là được cũng không cần xuất toàn lực đông lão yên tâm đi trên quỷ vũ tông hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì được lục thiếu du nói lúc này quỷ vũ tông đã giải quyết xong lục thiếu du cũng có thể thở dài một hơi tất cả đều như trong kế hoạch hơn nữa may mà có nội ứng như đới cương tử này cho nên mới có kết quả như hiện tại có bạch linh ở đây thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không lo lắng tới an toàn của Lục Thiếu Du Sau khi dặn dò vài câu liền lập tức mang theo Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân rời đi Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ lúc rời đi Cũng không nhịn được mà liếc nhìn Bạch Linh một cái Hóa ra nữ tử tuyệt Mỹ này lại là yêu thú thất giai cử vĩ yêu hồ Điều này khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc Quả thực hai người chưa từng nghĩ tới bên người Lục Thiếu Du lại có con bài như vậy Thân thể thực mạnh mẽ Lục Thiếu Du đi tới bên người đới Lão Quỷ Bị thương nặng như vậy, bên trong thân thể bị phá hủy, thế nhưng bên ngoài nhìn qua vẫn vô cùng hoàn hảo, điều này khiến cho Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Thân thể của Vũ Xuất Cửu Trọng quả nhiên không giống bình thường. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Thiếu Du từ trong miệng đối cương tử cũng biết, đối lão quỷ vốn có tên là Đối Hồ Huy, là cường giả trong cổ vực cho nên người bình thường hay gọi hắn là Đối lão quỷ. Sau khi gỡ nhẫn chữ vật trên tay Đối lão quỷ xuống, Lục Thiếu Du lập tức thu lấy thi thể Đối lão quỷ, thi thể Vũ Xuất Cửu Trọng nếu như hắn có thể luyện chế thành khôi lỗi thì cũng tương đương với khôi lỗi cấp 5 đỉnh giai, đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ không thấp. Cho dù luyện chế thành bán khôi lỗi thì cũng có cái giá cực cao. Bạch Linh, vất vả cho nàng rồi. Sau khi thu thập một phen Lục Thiếu Du đi tới trước người Bạch Linh, nhìn vào nữ tử quyến rũ trước mặt này, Lục Thiếu Du mỗi lần nhìn vào đều không nhịn được mà ngẩn ra. Vẻ lạnh lùng, uy nghiêm, quyến rũ này chỉ sợ ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không có ai khác như vậy nữa mà lần này Bạch Linh xuất thủ cũng khiến cho Lục Thiếu Du phải nói lời cảm ơn. Lục Thiếu Du hiểu rõ Bạch Linh đáp ứng điều kiện đi theo bên người hắn 5 năm chính là bảo hộ hắn chứ không phải là làm tay chân cho hắn. Người này thực lực không kém, nếu như không có linh suất cửu trọng như Đông Vô Mệnh liên thủ muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Linh nói, thực lực của Bạch Linh tỷ quả thực cường hãn. Lúc này thân thể Tiểu Long đã nhảy sang vai Bạch Linh. Trên Quỷ Vũ Tông, lúc này trên sân rộng một mảnh hỗn độn giống như Vừa rồi mới trải qua một trận địa chấn, lúc này có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông đang thu dọn. Dưới chân Quỷ Vũ Tông, tiếng động kinh thiên, trên Quỷ Vũ Tông đã hấp dẫn không ít người trong thành Quỷ Vũ chú ý, cả đám lập tức nhìn vào trên Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng khoảng cách quá xa, hơn nữa lại có cây cối, những tảng đá lớn che khuất cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những đệ tử Quỷ Vũ Tông ở trong thành Quỷ Vũ tụ tập dưới chân núi, bọn họ muốn lên núi, thế nhưng khi đi tới sườn núi thì lại có hộ pháp ngăn lại các đệ tử không thể ra vào. Khi Lục Thiếu Du lần thứ hai đi tới sân rộng, lúc này tất cả đã kết thúc, mà đệ tử Quỷ Vũ Tông lúc này cũng không còn ai dám ngăn cản Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, thế nào rồi? Đới cương tử nhìn thấy Lục Thiếu Du, liền tiến lên phía trước rồi hỏi. Sau này đới tông chủ có thể yên tâm ngồi trên chức vị tông chủ Quỷ Vũ Tông rồi. Lục Thiếu Du nói. Sự lo lắng của đới cương tử đương nhiên Lục Thiếu Du hiểu rõ. Nếu như đới lão quỷ không chết vậy thì vị tông chủ như hắn sẽ không yên tâm đa tạ lục trưởng môn. Đối cương tử vui vẻ nói, sau này cũng không ai có thể làm lay động địa vị của hắn tại quỷ vũ tông nữa. Sau khi vui mừng, sắc mặt đối cương tử lập tức biến đổi nói, lục trưởng môn, thế nhưng vẫn còn có một chuyện phiền toái. Chuyện gì? Lục thiếu du nhíu mày, lập tức hỏi. Chương 738, lần thứ hai thôn phệ một. N thứ hai thôn phệ. Một vừa rồi bạo loạn, trong lúc chúng ta không để ý, thì mẫu tử đối trường An lập tức cưỡi yêu thú phi hành chạy thoát chúng ta cũng không đuổi theo, không biết bọn chúng chạy đi đâu. Sắc mặt đới cương tử trầm xuống rồi nói. Mẫu tử đới trường an sao, lục thiếu du nhíu mày, trừ cỏ không trừ tận gốc, đây chính là chuyện phiền toái nhất, huống chi ở giữa còn liên lụy tới những việc khác. Đới tông chủ, tìm một địa phương yên tĩnh chúng ta thương lượng một chuyện. Lục thiếu du do dự một chút rồi nói với đới cương tử. Trong một mật thất của quỷ vũ tông, lúc này hai người lục thiếu du và đới cương tử đang ngồi đó, trên vai lục thiếu du còn có tiểu long và bạch linh đã thu nhỏ thân thể lục trưởng môn đại tẩu kia của ta có chút quan hệ với linh thiên môn ta lo lắng mẫu tử đối trường an sau khi chạy thoát sẽ đi tới linh thiên môn nếu như linh thiên môn xuất đầu tới lúc đó ta đối cương tử còn chưa nói hết lục thiếu du đã ngắt lời hắn rồi nói đối tông chủ chẳng lẽ ngươi lo lắng linh thiên môn sẽ vì đối đường mà xuất đầu không sai thực lực của linh thiên môn trong toàn bộ cổ vực cũng là thế lực nhất lưu quỷ vũ tông ta còn không tính là gì nếu như linh thiên môn thực sự vì đới đạo tử xuất đầu vậy thì chúng ta phải làm thế nào đới công tử có chút hoảng hốt nói lục thiếu du nhíu mày đây cũng là vấn đề hắn lo lắng nhất thực lực của linh thiên môn so sánh với quỷ vũ tông mạnh hơn gấp bội đối với thực lực của linh thiên môn lục thiếu du cũng hiểu một chút thực lực so với tam tông tứ môn cũng không kém là bao đới tông chủ cũng không cần quá lo lắng có lẽ cho dù thực lực của linh thiên môn mạnh mẽ như thế nào cũng không thể động vào quỷ vũ tông nếu như thực sự có ngày đó chúng ta lại thương lượng việc này cũng không muộn. Lục Thiếu Du nói. Linh Thiên Môn vì đối đường xuất đầu, Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ tới bằng không sao lại tới phiên đối cương tử làm tông chủ. Mặt khác, Lục Thiếu Du cũng có dự định quỷ vũ tông nằm trong tay đối cương tử, đối với Phi Linh Môn mà nói không có ảnh hưởng gì nữa. Sau này dưới sự bao phủ của quỷ vũ tông Phi Linh Môn có thể yên tâm phát triển, đây mới là điều quan trọng nhất. Vậy cũng đúng, nơi này là biên giới sát cổ vực, Linh Thiên Môn cũng không vươn xúc tu tới được, Đối cương tử nói, đối tông chủ, chuyện của cha ngươi tạm thời đừng cho bất luận kẻ nào biết, ngay cả trưởng lão, hộ pháp trong tông cũng phải giấu. Lục thiếu du nhíu mày rồi nói với đối cương tử, chuyện này lục thiếu du cũng phải lo lắng. Quỷ vũ tông chỉ dựa vào đối cương tử tuyệt đối không thể chấn áp, nếu như các thế lực chung quanh biết đối lão quỷ đã ngã xuống, thì quỷ vũ tông sẽ bị những thế lực khác chậm rãi ăn mòn. Mà lúc này quỷ vũ tông, tuy rằng là của đối cương tử thế nhưng trong lòng lục thiếu du, từ sau khi đánh chết đới lão quỷ kia hắn đã cho rằng quỷ vũ tông là của mình thứ của mình đương nhiên không thể để cho người khác chạm vào ta hiểu rồi sau này quỷ vũ tông và phi linh môn chính là người một nhà chuyện của phi linh môn chính là chuyện của quỷ vũ tông ta đới cương tử vỗ ngực nói sau này phi linh môn và quỷ vũ tông chính là minh hữu hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ lục thiếu du mở miệng cười đương nhiên đới cương tử nói lục trưởng môn dựa theo ước định sau này địa bàn của thiên sơn môn cử hoa sơn và thiên nhất môn đều là của lục trưởng môn đa tạ đới tông chủ lục thiếu du nói có ba địa phương này sau này hắn muốn phát triển đệ tử của phi linh môn sẽ dễ hơn nhiều lục trưởng môn chuyện này đã xong quỷ vũ tông chúng ta đã là người một nhà với phi linh môn không biết lục trưởng môn có thể đưa giải dược của viên độc đan kia cho ta hay không đới cương tử nói ha ha lục thiếu du mỉm cười trong lòng khẽ trầm xuống đối công tử này quả thực cũng không thực tâm phục hắn, có lẽ trong lòng vẫn đang có ý nghĩ khác. Khi trước không chút do dự ăn vào độc đan đó là bởi vì cầu sinh trong tuyệt vọng. Lúc này nhìn thấy quỷ vũ tông đã định lập tức muốn tự mình đứng lên, thoát khỏi khống chế. Trong lòng lục thiếu du thầm than, mọi người đều là vậy, đều có một vết sẹo trong tâm lý. Khẽ mỉm cười, lục thiếu du nói, đối tông chủ, độc đan này có chút quỷ dị, phải mất một năm mới điều chế ra được. Hiện tại giải dược cũng không có ở trên người ta, Ngày khác nhất định ta sẽ đưa giải dược tới cho đối tông chủ. Hiện tại Quỷ Vũ Tông và Phi Linh môn đã là người một nhà, đương nhiên phải cấp giải dược cho đối tông chủ rồi. Vậy thì làm phiền Lục tông chủ rồi. Ánh mắt đối Cương Tử khẽ trầm xuống, thế nhưng cũng không dám có hành động gì, chỉ có thể cười làm lành nói: "Đối tông chủ, mấy linh tướng và vũ tướng đối đường lưu lại đối với ta có chút công dụng, ta mang chúng đi được không?" Lục Thiếu Du nói. Mấy người linh tướng và Đỗ Vân Sơn còn một hơi thở, Lục Thiếu Du cũng không muốn buông tha sau khi thôn phệ có thể khiến cho hắn trực tiếp để thăng tu vi. Chuyện này, đối cương tử có chút do dự. Dù sao đây cũng là cường giả của quỷ Vũ Tông, trải qua bạo loạn lớn như vậy, đương nhiên hắn biết thực lực của quỷ Vũ Tông đã giảm đi. Nếu nhưng có thể để cho mấy linh tướng và vũ tướng kia quy thuận hắn, thực của quỷ Vũ Tông có thể giảm bớt sự tổn thất, cho nên hắn cũng không muốn giao cho người khác. Đối tông chủ, lẽ nào ta muốn vài người ngươi cũng không đồng ý sao? Sắc mặt lục thiếu du trầm xuống rồi nói cảm nhận được biến hóa của lục thiếu du, cơ mặt đối cương tử có quắc một chút rồi nói, mấy người kia đều là người của đối đường, đối với lục trưởng môn có chút hữu dụng vậy thì mang đi cũng không sao. đối tông chủ, ta cũng muốn tốt cho ngươi, đây thủy trung vẫn là người đối đường, nếu như giữ lại sớm muộn cũng là một tai họa với ngươi. sắc mặt lục thiếu du hòa hoãn một chút, ánh mắt khẽ đảo qua đối cương tử. lục trưởng môn nói rất đúng. đối cương tử nói, đối tông chủ, ta đi trước có lẽ sắp tới quỷ vũ tông sẽ bận rộn cho nên ta cũng quấy dày tông chủ nữa. Lục Thiếu Du nói, quỷ vũ tông xảy ra chính biến. Tuy rằng thế lực của đối đường đã bị khống chế, nhưng cũng có một ít việc không thể không làm. Có lẽ đối cương tử này sẽ bận rộn một trận nha. Ta đưa lục trưởng môn hạ sơn. Đới cương tử nói, nửa canh giờ sau, trên không, trung thành quỷ vũ, thiên sĩ tuyết sư bay đi, trên lưng của nó còn có sáu người uể oải nằm đó, mỗi người chỉ còn một chút hơi thở, đó chính là những trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Phía sau lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thủy Hỏa Yêu Dao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Tích Dịch đều ở trên. Lúc trước chúng thú không xuất thủ vẫn ở trong không gian thú nang, Lục Thiếu Du cũng coi như đó là một con bài chưa lật của mình, thế nhưng kết quả mọi chuyện lại thuận lợi, cũng không cần chúng thú xuất thủ. Chương 739, lần thứ hai thôn 2 thứ hai thôn phệ 2. Em thứ 2 thôn phệ, hai trong lòng đối cương tử kia dường như đối với ngươi không phục, ngươi có định giết hắn không? trên lưng thiên sĩ tuyết sư bạch linh nằm đó với dáng vẻ lười nhác, có chút hứng thú hỏi. không vội, đối cương tử không đủ trình độ. lục thiếu du mở miệng cười nói, chỉ là đáng tiếc cho đối đường, đúng như lời nói trước khi chết của đối đường, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. bằng không, chính mình sao có thể dễ dàng giải quyết quỷ vũ tông như vậy? nghĩ tới chuyện quỷ vũ tông đã giải quyết, tuy rằng trong lòng lục thiếu du có chút vui vẻ thế nhưng cũng không vui vẻ quá mức đây chỉ là bước đầu tiên của phi linh môn mà thôi có thể loại bỏ trở ngại như quỷ vũ tông thế nhưng quỷ vũ tông nhiều nhất chỉ là một thế lực nhị lưu bình thường mà thôi còn có một ít thế lực nhị lưu cường hãn hơn quỷ vũ tông nhiều phi linh môn muốn chân chính quật khởi cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng vạn sự khởi đầu nan đây chính là bước đầu tiên cần phải đi lục thiếu du cũng cảm thấy nhẹ lòng dựa theo xu thế phát triển hiện tại phi linh môn quật khởi là chuyện sớm muộn tiếp tục tu luyện sau khi suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, một tay chụp vào thiên linh cái của linh tướng Tứ Trọng đang hấp hối kia. Bí mật tu luyện của Lục Thiếu Du Bạch Linh đã sớm phát hiện ra cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi. Một lát sau, Bạch Linh cũng bắt đầu chìm vào tu luyện. Không bao lâu sau, tên linh tướng Tứ Trọng kia trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng hóa thành một cỗ thây khô. Nhìn thấy một màn nào, năm người đang hấp hối còn lại đều vô cùng kinh hãi, thế nhưng cả người không thể nhúc nhích một cỗ cảm giác lạnh lẽo đột nhiên hiện lên trong lòng năm người. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, Lục Thiếu Du nhanh chóng luyện hóa cỗ linh lực vừa được thôn phệ vào bên trong cơ thể. Một lát sau quanh thân đã được bao phủ bởi một tầng quang mang bạch sắc vô hình. Tốc độ thiên sĩ thuyết sư không phải thứ mà yêu thú bình thường như Quỷ Vũ Tông có thể so sánh. Sau một ngày một đêm Lục Thiếu Du đã trở về Phi Linh Môn, nhanh chóng gọi Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ tới, còn có chúng trưởng lão, Lục Thiếu Du nói với mọi người tiếp thu địa bàn của Thiên Nhất Môn. Thiên Sơn môn và Cửu Hơn Sơn, biết được Phi Linh môn đơn giản chiếm được những địa bàn này, chúng trưởng lão Phi Linh môn đều kinh ngạc không ngớt, thế nhưng chỉ có Lưu Nhất Thủ và Lục Thiếu Du không có chút kinh ngạc nào. Chúng trưởng lão Phi Linh môn đối với các đường trong Phi Linh môn cũng không biết tới, cũng không biết Quỷ Vũ Tông đã có chính biến. Việc này Lục Thiếu Du cũng không định nói cho chúng trưởng lão nghe lúc này. Sau khi nói xong, Lục Thiếu Du trực tiếp tiến vào trong mật thất ở hậu sơn, linh lực thôn phệ từ linh tướng tứ trọng kia còn chưa luyện hóa hoàn toàn một linh tướng tứ tư trọng, một linh tướng lục trọng, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ cũng đủ để hắn luyện hóa trong đoạn thời gian không ngắn. Lục Thiếu Du bế quan, chúng trưởng lão Phi Linh môn lập tức an bài đệ tử tiếp nhận địa bàn Thiên Nhất môn. Các đường của Phi Linh môn lúc này cũng đã thu được tin tức từ Quỷ Vũ tông. Đối với các đường, Lục Thiếu Du cũng có an bài, dưới sự truyền lời của Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ, ám đường và vũ đường, linh đường toàn lực phát triển, chỉ có hình đường là nhẹ nhàng nhất, về phần kim đường tạm thời nằm trong tay lưu nhất thủ cũng không nhàn rỗi lúc này càng thêm bận bịu thế nhưng tốc độ phát triển cũng cực kỳ kinh người phi linh môn tiếp thu địa bàn to lớn của thiên nhất môn cửa hàng phi linh môn lúc này cũng chuẩn bị mở một chi nhánh nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng lại thêm việc kiến tạo thành trì và liên quan tới dược liệu lưu nhất thủ là lục tiểu bạch liên tục chạy đi chạy lại mặc dù bận rộn nhưng trong lòng hai người cực kỳ hưng phấn lúc này số tiền tiến vào trong cửa hàng phi linh môn mỗi ngày tính bằng vạn thu nhập từ các loại cũng khiến cho hai người vô cùng thỏa mãn. Kiếm nhiều như vậy cho nên hai người tuy rằng bận bịu lại cực kỳ hưng phấn. Hai người đều là dạng người giữ của, mỗi ngày nhìn thấy cửa hàng phi linh môn có thu hoạch như vậy, đều vui vẻ cười không ngậm miệng được. Ba ngày sau, lục thiếu du thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Lúc này linh lực trong người hắn đã tăng lên linh tướng tam trọng đỉnh phong, không chút do dự, lục thiếu du tiếp tục thôn phệ linh tướng lục trọng kia. Linh lực của linh tướng, lục trọng vô cùng khổng lồ khiến cho lục thiếu du hầu như khó có thể chấp nhận cuối cùng mới miễn cưỡng chịu được lần thứ hai bắt đầu tu luyện dưới sự luyện hóa linh lực này tốc độ tăng trưởng tu vi vô cùng nhanh chóng thời gian trôi qua trong quỷ vũ tông lại trải qua một lần thanh trừng lớn những đệ tử bình thường cũng không biết chuyện gì xảy ra có người cũng suy đoán một chút thế nhưng không ai dám nói ra miệng mấy ngày này trong quỷ vũ tông có một số người không hiểu vì lý do gì đột nhiên biến mất khiến cho không ít người hoảng hốt lo sợ thế nhưng việc này cũng không kéo dài, quỷ vũ tông lại khôi phục như bình thường. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra trong quỷ vũ tông chậm rãi truyền đi khiến cho không ít thế lực chú ý. Buổi tối ngày thứ tư lục thiếu du bế quan, lúc này toàn bộ thạch thất được bao phủ trong một tầng quang cháo trong suốt. Trong đầu lục thiếu du, hồn đan nhanh chóng chuyển động, linh lực trong đầu đã đạt tới trạng thái no đủ, quang tráo trong suốt quanh người lúc này càng thêm trói mắt. Trong khoảnh khắc có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới, bắt đầu tiến vào trong cơ thể lục thiếu du. Khí tức trên người lục thiếu du lúc này trong nháy mắt kéo lên. Sau khi duy trì liên tục một canh giờ như vậy, khí tức trên người lục thiếu du dường như gặp phải bình cảnh, không thể không đột phá. Phanh! Một tiếng trầm muộn từ trong đầu lục thiếu du chuyển ra, cỗ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện, khí tức trên người lục thiếu du tiếp tục được kéo lên. Linh lực trong đầu lục thiếu du lúc này đột nhiên áp xúc, không gian trong đầu được mở rộng, một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể lục thiếu du tiểu đao màu vàng thần bí trong đầu lục thiếu du cũng xoay tròn tốc độ nhanh hơn không ít cũng hấp thu không ít linh hồn lực thế nhưng tiểu đao màu vàng này rõ ràng vô cùng nhỏ lại giống như một cái động không đáy linh hồn lực bị nó hấp thu dường như mãi không đủ còn xa mới đạt tới trạng thái no đủ mấy canh giờ sau khí tức trên người lục thiếu du mới bình ổn trở lại mà lúc này khí tức trên người lục thiếu du đã là linh tướng tứ trọng phù thở ra một ngụm chọc khí, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, cảm nhận linh lực trong đầu lúc này khiến cho hắn không khỏi nở nụ cười. Đột phá tới linh tướng tứ trọng, mà linh lực thôn phệ linh tướng, Lục Trọng khi trước chỉ luyện hóa được một bộ phận nhỏ mà thôi. Chương 740, kiểm tra nhẫn chữ vật. Em trai nhẫn chữ vật, tiếp tục luyện hóa. Còn linh lực để luyện hóa, đối với Lục Thiếu Du mà nói đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Thôn phệ vũ giả dễ thế nhưng muốn thôn phệ linh giả vô cùng khó, Linh giả không thể dễ dàng gặp được như vậy, cho nên tu vi linh giả của hắn so với tu vi vũ giả yếu hơn không ít. Điều này vẫn làm cho Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết chú trọng linh vũ đồng thời đột phá, bằng không hắn cũng không thể đột phá tu vi được, điều này làm cho Lục Thiếu Du không ngừng sốt ruột đối với tu vi linh giả của mình. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình. Hai ngày qua nhìn thấy Lục Thiếu Du thôn phệ linh giả Bốn trưởng lão Vũ Tướng còn lại của Quỷ Vũ Tông, bao gồm cả Đỗ Vân Sơn kia ở bên trong ít nhiều cũng nhìn ra được cái gì đó, cả đám đều vô cùng kinh hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Linh Môn đang phát triển trong yên bình. Thực lực Phi Linh Môn càng lúc càng lớn, người tới gia nhập Phi Linh Môn càng lúc càng nhiều. Đương nhiên, loại chuyện như thế này không cần Lục Thiếu Du bận tâm. Có chúng trưởng lão và hộ pháp bên ngoài, mà hiện tại yêu cầu tiến vào Phi Linh Môn tuy rằng không phải cao lắm mà cũng không phải là thấp đủ để khiến cho nhiều người không thể tiến vào. Mười ngày sau, lúc này Phi Linh Môn đã khống chế được địa bàn của Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn còn có cửu Hoa Sơn. Đương nhiên đây chỉ là khống chế mặt ngoài mà thôi. Thực lực của Phi Linh Môn khiến cho những thế lực nhỏ trên những địa bàn này không thể phản kháng, thế nhưng cũng sẽ không thuần phục một cách đơn giản như vậy. Muốn chân chính khống chế cần phải mất khá nhiều thời gian. Ba địa phương này bị Phi Linh Môn nắm trong tay, cửa hàng của Phi Linh Môn lập tức tiến vào thành lập chi nhánh ở đó. Ngày thứ 14, trong mật thất phía sau hậu sơn phi linh môn, một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng xuất hiện. Trong mật thất, lúc này hỏa long đỉnh cũng xuất hiện trước người lục thiếu du. Linh hỏa gào thét, trong hỏa long đỉnh lúc này đang luyện hóa thi thể của đới lão quỷ kia. Tạp chất trong cơ thể đều bị luyện hóa, gân cốt cơ thể nhanh chóng bị co rút, dường như có thêm lực lượng ngưng tụ lại. Luyện chế thi thể vũ xuất cửu trọng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Cũng may đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, bằng không lục thiếu du căn bản không thể luyện hóa. Thế nhưng luyện chế như vậy cũng khiến cho lục thiếu du ăn không tiêu. Trải qua 5 ngày luyện hóa, lúc này sắc mặt lục thiếu du đã tái nhợt, tiêu hao không ít. 5 ngày trước lục thiếu du đã luyện hóa xong linh lực của linh tướng lục trọng kia. Tu vi đã tăng lên linh tướng tứ tư trọng đỉnh phong, cũng không đột phá tới linh tướng ngũ trọng. Linh tướng lục trọng kia vốn đã bị thương nặng, tiêu hao cũng không ít cho nên không thể giúp lục thiếu du đột phá tới linh tướng ngũ trọng thế nhưng may mà linh tướng tư trọng đỉnh phong cũng cách linh tướng ngũ trọng không xa sau khi luyện hóa xong linh lực lục thiếu du bắt đầu luyện chế khôi lỗi thi thể vũ xuất cửu trọng là một bảo vật lục thiếu du cũng không muốn lãng phí dùng một vũ xuất cửu trọng còn sống luyện chế thành khôi lôi lục thiếu du cũng không dám nghĩ tới thực lực của hắn hiện tại còn xa mới đạt tới bước đó thế nhưng luyện chế thi thể vũ xuất cửu trọng thì hắn lại có thể miễn cưỡng làm được thế nhưng luyện hóa thi thể thành khôi lỗi thì hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều người sống luyện chế thành khôi lỗi thực lực còn có thể tăng cường. Thế nhưng khôi lỗi được luyện chế thành thi thể thì thực lực sẽ giảm đi. Một cỗ thi thể vũ xuất cửu trọng cho dù dùng tài liệu tốt nhất, do một cường giả luyện chế ra thì nhiều nhất cũng chỉ là khôi lỗi cấp 6 sơ giai mà thôi. Mà lúc này đối với thi thể đối lão quỷ lục thiếu du, phỏng đoán luyện chế ra khôi lỗi cấp 5 hậu giai đã rất không tồi rồi. Dù sao tài liệu luyện chế, thực lực bản thân có thể làm được bước này không còn chờ vào vận khí. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du liên tục biến hóa, lúc này thân thể đới lão quỷ đã chuyển thành màu đen. Lục phủ ngũ tạng của đới lão quỷ đã tổn thương vô cùng nghiêm trọng, vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Lục phủ ngũ tạng đã bị Bạch Linh đánh nát, đối với việc luyện chế khôi lỗi cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Khống hồn. Một lát sau, thủ ấn Lục Thiếu Du tiếp tục biến hóa. Trong mi tâm có một đạo năng lượng vô hình bắn ra, lập tức tiến vào trong mi tâm đới lão quỷ đang ở trong Hỏa Long đỉnh một đạo linh hồn lực của lục thiếu du trong nháy mắt tiến vào không gian trong đầu đới lão quỷ lúc này lục thiếu du mới phát hiện ra trong đầu đới lão quỷ hiện tại một mảnh hỗn loạn khắp nơi đều là hắc vụ hoàn toàn bị đông vô mệnh dùng linh hồn công kích ăn mòn còn có một cỗ độc khí tồn tại bởi vậy lục thiếu du dễ dàng khống chế không gian trong đầu đới lão quỷ một đạo linh hồn lực trong nháy mắt dung nhập vào trong đó cuối cùng đánh vào chỗ sâu trong đầu của cỗ thân thể này khôi lỗi bí thuật ngưng tụ cho ta trong nháy mắt tinh quang trong mắt lục thiếu du bắn ra, thủ ấn biến hóa, lúc này dung dịch bên trong hỏa long đỉnh sôi trào lên, lập tức rót vào trên thân thể đới lão quỷ. Két két, dung dịch nóng bỏng rót vào trên thân thể đới lão quỷ tạo thành những thanh âm ken két. Nhiệt độ lập tức được kéo lên, trên thân thể kia, từ đầu tới chân được đoàn dung dịch nóng bỏng bao phủ, lúc này dung dịch đã biến thành màu đen. Từng đạo quang mang quỷ dị trong tay lục thiếu du đánh vào trong thân thể đới lão quỷ. Những đạo quang mang kỳ dị này đánh vào khiến cho đôi mắt vốn đã nhắm chặt, không có chút sinh cơ nào của đới lão quỷ bắt đầu mở ra. Tụ cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo thủ ấn cuối cùng. Sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch. Luyện chế khối lỗi này, chỉ tính riêng tiêu hao về mặt linh lực cũng khiến cho Lục Thiếu Du ăn không tiêu. Sư sư. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Đó chính là đới lão quỷ đã được luyện chế thành khối lỗi. Trên người khôi lỗi này làn ra sáng bóng tràn ngập lực lượng. Thế nhưng khi cảm nhận thực lực của khôi lỗi này, Lục Thiếu Du cũng có chút thất vọng. Khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong. Lục Thiếu Du thì thảo nói. Ánh mắt đánh giá khôi. Lỗi này. Từ khí tức trên người khôi lỗi hiện giờ chỉ đạt tới cấp 5 trung giai đỉnh phong. Ngay cả cấp 5 hậu giai cũng không đạt tới. Thất vọng qua đi, Lục Thiếu Du cũng không để trong lòng chuyện này quá. Thi thể đối lão quỷ tổn thương quá mức nghiêm trọng. Không gian trong đầu đã bị hao tổn phân nữa, hơn nữa những tài liệu phụ trợ luyện chế khôi lỗi cũng chỉ là bình thường. Thực lực của hắn cũng như vậy, có thể luyện chế tới khôi lỗi cấp 5 trung giai đỉnh phong là cực kỳ khá rồi. Chương 741, Cấm chế quỷ dị 1. Em chế quỷ dị. Một nhìn khôi lỗi trước mắt này, Lục Thiếu Du phỏng đoán nhiều nhất chỉ đối phó được với Vũ tướng Lục Trọng mà thôi. Mà khôi lỗi này là do thi thể luyện chế ra, không có linh trí, cũng không nhớ vũ kỹ trước đây so với khôi lỗi do người sống luyện chế ra kém hơn không ít. Những khôi lỗi này có một uy điểm duy nhất chính là do thi thể của vũ xuất, cửu trọng luyện chế ra, lực phòng ngự của bản thân vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được luyện hóa, thì lực phòng ngự so với cấp 6 sơ giai còn mạnh hơn một chút. Thu hồi khôi lỗi cùng với địa long đỉnh vào trong nhẫn chữ vật của mình. Lục thiếu du lập tức nổi lên tâm tư muốn kiểm tra đám nhẫn chữ vật gần đây thu, được. Tức thì hắn móc ra không ít nhẫn chữ vật, kiểm tra từng cái một có một ít nhẫn chữ vật cũng không dễ dàng mở ra, lục thiếu du cũng tốn không ít khí lực. Trong đó nhẫn chữ vật của đới lão quỷ là khó mở nhất. Lục thiếu du tìm đủ mọi cách lại tốn mất hai canh giờ mới mở ra. Mà nhẫn chữ vật của trưởng lão họ đoạn bị lục thiếu du liên thủ với tiểu long, đánh chết cũng mất gần hai canh giờ của lục thiếu du. Nói chung sau khi mở đám nhẫn chữ vật này lục thiếu du, mất sáu canh giờ mới kiểm kê được đám lộn lộ xộn này. Thu hoạch bên trong nhẫn chữ vật khiến cho lục thiếu du vô cùng thỏa mãn đặc biệt là nhẫn chữ vật của đới lão quỷ kia có không ít thứ tốt vũ kỹ binh khí đan dược đều có giá trị không thể đo lường đới lão quỷ mới chân chính là người nắm trong tay quỷ vũ tông cho nên của cải trong nhẫn chữ vật vô cùng phong phú mà trong nhẫn chữ vật của tên trưởng lão họ đoạn linh tướng cửu trọng kia thu hoạch cũng khiến cho lục thiếu du thỏa mãn đan dược ngũ phẩm có không ít còn có hai bộ linh kỹ hoàng cấp sơ giai một bộ linh kỹ hoàng cấp trung giai dược liệu các loại cũng không ít còn có một dược đỉnh không tồi. Thế nhưng thứ khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn chính là một ngọc giản nói về việc luyện chế trận pháp và tài liệu luyện khí. Sau khi tìm hiểu một phen, Lục Thiếu Du cũng không đặt vào trong lòng. Những thứ này so ra vẫn kém Thiên Linh Lục sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn giao cho hắn, thế nhưng nếu như giao cho Khang Tử Vân thì cũng không tồi. Sau khi xem xét những nhẫn chữ vật khác, thu hoạch này cũng khiến cho Lục Thiếu Du nở nụ cười. "Di, Lục Thiếu Du thu hồi mọi thứ." Lúc này lại vô ý nhìn thấy một chiếc nhẫn chữ vật quen mắt, lập tức Lục Thiếu Du móc ra chiếc nhẫn chữ vật này ra. Chiếc nhẫn chữ vật này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chính là chiếc nhẫn chữ vật trong tay Lăng Thanh khi trước ở trong sơn mạch Vũ Đô, hắn vẫn không thể mở ra được cho nên mới ném vào một góc. Lần trước ở Lục gia Lục Thiếu Du cũng nghe thấy Lăng Thanh nhắc tới, mà hắn cũng không có thời gian kiểm tra qua cho nên lại quên. Lục Thiếu Du định thử mở chiếc nhẫn chữ vật này, không biết có thể mở được hay không. Khoanh chân ngồi xuống, hai mắt Lục Thiếu Du lóe lên, trên nhẫn chữ vật này có một đạo cấm chế quỷ dị, lần trước hắn mất không ít công phu cũng không thể mở ra được. Bản thân cũng không dám trực tiếp hủy chiếc nhẫn chữ vật này, nếu như bên trong có bảo vật thì hắn thảm rồi. Khoanh chân ngồi xuống, một cỗ linh hỏa hiện lên trong tay Lục Thiếu Du. Một đoàn linh hỏa nhỏ như bàn tay không ngừng nhảy nhót, hỏa diễm tuy rằng nhỏ thế nhưng nhiệt độ cực cao khiến cho không gian xung quanh gợn sóng. Linh hỏa bao phủ nhẫn chữ vật, lập tức bắt đầu thiêu đốt tâm thần lục thiếu du khống chế linh hỏa bao phủ đạo cấm chế quỷ dị kia hỏa diễm quanh quẩn thế nhưng đạo cấm chế kia trên nhẫn chữ vật cũng không có biến hóa quá lớn thời gian chậm rãi trôi qua mãi đến một canh giờ sau lúc này lục thiếu du cũng phải buông tha mất một canh giờ mà không thể làm lay động đạo cấm chế kia mảy may chỉ khiến cho đạo cấm chế kia đỏ hơn một chút mà thôi linh hỏa thu lại lục thiếu du nhìn vào chiếc nhẫn chữ vật trong tay trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái trong chiếc nhẫn chữ vật này rốt cuộc có bảo vật gì không ngờ lại khó mở ra như vậy xem ra thực lực hiện tại của hắn còn chưa phá hủy được đạo cấm chế này có lẽ phải chờ thực lực của hắn mạnh thêm một chút khi đó chắc hẳn không thành vấn đề lục thiếu du nghĩ tới nếu như mạnh mẽ phá hủy cấm chế trên chiếc nhẫn chữ vật này vậy thì chiếc nhẫn chữ vật sẽ bị hủy đến lúc đó vật bên trong cũng bị phá hủy đây chính là điều lục thiếu du không muốn nhất thu hồi chiếc nhẫn chữ vật lục thiếu du cũng chỉ có thể thầm than một tiếng mà thôi lúc này ánh mắt của hắn nhìn vào bốn trưởng lão quỷ vũ tông bốn người lúc này đang hấp hối cũng may còn có một hơi thở bốn người này bị cấm chế vốn đã hấp hối cũng vô pháp điều tức cho nên thương thế lúc này càng thêm nặng bốn người vẫn luôn nắm trên mặt đất lúc này nhìn thấy lục thiếu du nhìn mình trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại thế nhưng bốn người này nghĩ gì cũng không ảnh hưởng tới lục thiếu du thủ ấn trong tay biến hóa năm ngón tay khẽ chụp một cái lục thiếu du nhanh chóng thôn phệ một vũ tướng lục trọng trong bốn người đỗ văn sơn có thực lực vũ tướng bát trọng hai vũ tướng thất trọng một vũ tướng lục trọng lúc này chân khí thôn vệ được từ vũ tướng lục trọng còn xa mới giúp chân khí trong cơ thể lục thiếu du đạt tới tình trạng no đủ lục thiếu du đã là vũ tướng thất trọng đan điền trong cơ thể so với người bình thường gấp mấy lần bình thường thôn vệ vũ tướng lục trọng cũng đã không thể đạt tới tình trạng no đủ chứ đừng nói là lúc này sau khi thôn vệ vũ tướng lục trọng hoàn tất thi thể nhanh chóng hóa thành cho tàn lục thiếu du nở nụ cười lạnh lùng lập tức liên tiếp thôn phệ hai vũ tướng thất trọng, để lại một mình Đỗ Vân Sơn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du cũng không rời khỏi mật thất mà tiếp tục vận chuyển âm dương linh vũ, quyết luyện hóa. Phi linh môn tạm thời không có chuyện gì, cho dù có cũng có đám người lão độc vật, Lục Sơn lão nhân chấn thủ, Lục Thiếu Du cũng không cần lo lắng tới phi linh môn. Lúc này có vật đại bổ đối với tu vi của bản thân đương nhiên Lục Thiếu Du sẽ không bỏ qua. Chỉ sau một lát, quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một mảnh quang mang, khí tức chậm rãi kéo lên, đồng thời thôn phệ hai vũ tướng thất trọng và một vũ tướng lục trọng khiến cho lục thiếu du cảm thấy no. đủ, không thể thôn phệ được vũ tướng bát trọng được nữa. cứ như vậy luyện hóa, thời gian chậm rãi trôi qua. mà trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít chuyện vô cùng thú vị. trên chấn hoa môn, giá cả dược liệu liên tục thấp đi, càng lúc càng thấp, khi trước mấy thế lực mua dược liệu giá cao lúc này cũng không còn kiên trì được nữa, cả đám đều âm thầm bán tháo giá cả so với cửa hàng phi linh môn hiện tại còn thấp hơn một chút, tức thì dược liệu bị thương nhân tranh nhau mua, giống như cung không đủ cầu vậy. Vốn dược liệu khi trước bọn họ mua hơn 20 ức kim tệ lúc này bán ra chỉ thu lại được 5 ức kim tệ.